Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Tô Thương. Tập 55. Vô Ngần, tôi đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, ông thì biết cái gì, sự lớn mạnh của ngoại vực cũng không phải người trái đất chúng ta có thể chống lại được. Bác trai của Thượng quan Vô Ngần, Thượng quan Võ Canh nhìn về phía Thượng quan Vô Ngần, trầm giọng nói, mặc dù tôi không có mặt chứng kiến chuyện ở núi Cửu Phong, nhưng cũng nghe được một ít tin đồn. Chẳng qua con cháu nhà họ Tô, Tô Thương chỉ là đầu cơ trục lợi mà thôi, cậu ta thừa dịp bên Phong Khê thiếu gia xảy ra tranh chấp nội bộ chớp lấy cơ hội cả hai bên đang tranh chấp mà chiếm lấy lợi. Nếu như cao thủ ngoại vực dưới trạng thái toàn thịnh, cho dù là Phong Khê thiếu gia hay là Khuê Long, hay là Xích Hồng Nguyệt đi chăng nữa, thì chẳng ai trong bọn họ sẽ để Tô Thương vào mắt. Thượng quan Võ Canh lạnh lùng nói, Tô Thương chỉ là một kẻ hèn nham hiểm, thừa dịp người ta gặp nguy hiểm mà chiếm đoạt lợi ích, làm vậy mới có được chiến tích như vậy, bảo toàn núi Cửu Phong. Cho dù quá trình có ra sao đi nữa, nhưng tóm lại Tô Thương vẫn là người chiến thắng, lại còn đánh trọng thương cao thủ ngoại vực, kẻ chết kẻ bị thương. Thượng quan Vô Ngần nói, bây giờ, cao thủ ngoại vực đã không còn là nỗi uy hiếp đáng sợ nữa. Những cao thủ cổ võ thuật này ở chỗ chúng ta không khác gì là củ khoai lang nóng bỏng tay, nhất định phải thả bọn họ ra, ném củ khoai lang nóng bỏng tay này ra ngoài, như vậy mới là lựa chọn chính xác nhất cho gia tộc Thượng quan. Ai nói cao thủ ngoại vực không đáng sợ vậy? Thượng quan Võ Canh cười khẩy nói, Vô Ngần, cậu quá ngây thơ rồi, lần này cao thủ ngoại vực đến trái đất tổng cộng là có 10 người. Lần trước đến núi Cửu Phong chỉ là 4 người trong số đó. Vẫn còn 6 cao thủ ngoại vực vẫn chưa lộ diện. Thượng quan Võ Canh nói tiếp, nếu như bây giờ chúng ta thả những cao thủ võ thuật kia ra, vậy cậu cảm thấy những cao thủ ngoại vực khác sẽ tha cho chúng ta một cách dễ dàng sao? Trái đất của chúng ta cũng đâu có ăn chay, thực lực của Tô Thương không hề kém cỏi, tiền bối Ngô Thanh Ảnh dù đặt chân vào cảnh giới võ thánh, nhưng vẫn cứng cỏi đánh ép Nguyên Anh đỉnh phong. Thượng quan Vô Ngần không chút sợ hãi nói, cho dù những cao thủ ngoại vực kia có tới thì cũng phải nuốt mối hận mà quay trở về thôi. Cậu đã quá coi trọng Tô Thương và Ngô Thanh Ảnh rồi, hai người bọn họ so với cao thủ ngoại vực không hề đáng kể chút nào. Thượng quan Võ Canh nói xong, trong mắt hiện lên một tia sát ý, ông ta lạnh lùng nói, thế nhưng có một việc mà cậu nói đúng, những người luyện võ cổ đại kia đúng thật là củ khoai lang nóng bỏng tay. Nếu cứ tiếp tục giữ bọn họ lại thì khó bảo đảm bọn họ sẽ trở nên lớn mạnh. Bây giờ cải biến giới luyện võ đã khởi động rồi, mật thất dưới lòng đất có mấy lão già đã sống mấy trăm tuổi, tích tụ bùng nổ, sẽ không có khả năng xảy ra chuyện gì cả. Nghĩ như vậy, Thượng quan Võ Canh lập tức trầm giọng nói, như vậy đi, tôi đề nghị hôm nay cứ xử tử hết những người luyện võ N cổ đại kia, không trở lại bất cứ người nào, tránh có tai họa về sau. Bác trai, tuyệt đối không thể như vậy. Thượng quan Vô Ngần khuyên can nói, bọn họ đều là những nhân vật được mọi người kính trọng của các ngọn núi lớn đó, nếu như chúng ta giết bọn họ chắc chắn sẽ làm lung lay vết tích của giới luyện võ cổ đại, sẽ trái với đạo trời. Sợ cái gì, bọn họ đi theo hệ thống luyện võ cổ đại, còn hệ thống mà chúng ta đi theo chính là hệ thống tu chân, nghiêm túc mà nói, quan hệ giữa chúng ta và bọn họ là cạnh tranh. Thượng quan Võ Canh lạnh lùng nói, ở chung trên trái đất, tài nguyên có hạn, giới luyện võ cổ đại bắt đầu lớn mạnh, đối với chúng ta là có hại chứ không có lợi, đến lúc đó khó tránh sẽ xảy ra xung đột. Bây giờ có thể chém giết những người toàn năng của giới luyện võ cổ đại thì cũng là một chiến công to lớn. Nếu đã là người tu chân ở trên trái đất chắc chắn đều sẽ cảm kích gia tộc thượng quan chúng ta. Thượng quan Võ Canh càng nói càng hăng, sau đó dặn dò nói, người đâu? Mau lập tức đi đến mật lao dưới lòng đất, giết hết tất cả người luyện võ cổ đại đang bị giam giữ. Vâng. Trong sảnh lớn hội nghị, lập tức có vài cao thủ của gia tộc thượng quan chấp tay nhận lệnh, đứng dậy tính đi làm nhiệm vụ vừa được giao cho. Đứng lại. Tôi xem ai dám đi. Thượng quan Vô Ngần vỗ bàn đứng dậy, ánh mắt cũng theo đó dừng trên người thượng quan Võ Canh, trầm giọng nói, bác trai, tôi đề nghị thả bọn họ ra. Nhưng bác chẳng những không đồng ý mà lại còn muốn ra tay giết bọn họ, như thế là vì cái gì? Chẳng lẽ bác không biết, bây giờ trái đất đang gặp nguy hiểm, tiên đế ngoại vực như hổ rình mồi sao? Tôi biết, thượng quan Võ Canh cũng đứng lên, nghênh đón ánh mắt của thượng quan Vô Canh. Nếu biết vậy vì sao bác lại còn ra lệnh như vậy, làm suy yếu lực lượng người luyện võ cổ đại của trái đất,
đối với gia tộc thượng quan chúng ta mà nói thì nó mang lại lợi ích gì? Thượng quan Vô Ngần lạnh lùng chất vấn. Ha ha! Thượng quan Võ Canh lộ ra một tia cười khinh, sau đó nói, Vô Ngần, suy nghĩ của cậu có vấn đề. Nếu cậu biết thế lực nhớ thương trái đất là tiên đế ngoại vực, vì tại sao cậu còn muốn ngầm đối nghịch với ngoại vực? Thượng quan Võ Canh trầm giọng nói, đừng tưởng rằng tôi không biết mấy ngày nay cậu đã tự mình mở kho tàng của gia tộc thượng quan ra, lấy đi vô số tài nguyên tu luyện đưa đến mật thất dưới lòng đất, giúp đỡ cho những người luyện võ cổ đại kia phục hồi vết thương. Chỉ sợ là tài nguyên trong kho tàng của gia tộc thượng quan đã bị cậu lấy đi 1/3 rồi đấy chứ. Thượng quan Võ Canh chất vấn. Đúng thế thì thế nào? Thượng quan Vô Ngần nghiêm túc nói, bọn họ đều là đồng bào trên trái đất, tài nguyên của trái đất cho người trái đất dùng thì có gì là không được. Chẳng lẽ bác muốn tất cả tài nguyên tu luyện của trái đất đều cho người ngoại vực sử dụng sao? Bác trai, tôi làm việc quang minh chính đại, không thẹn với lòng, là suy nghĩ của bác mới có vấn đề. Thượng quan Vô Ngần lập tức nổi giận. Ha ha! Thượng quan Võ Canh cười khẩy nói, tôi xem như đã hiểu, lúc trước cậu chủ động cầu xin muốn thay Phong Khê thiếu gia giam giữ những cao thủ võ thuật, nói vậy chính là để âm thầm trợ giúp bọn họ đúng chứ? Vô Ngần à, suy nghĩ của cậu quá mức ấu trĩ, thật sự, người trái đất không đáng cho cậu giúp đỡ vậy đâu, suy cho cùng thì bọn họ cũng sẽ bại dưới tay ngoại vực, quy thuận ngoại vực mà thôi. Thượng quan Võ Canh nói tiếp, mà việc chúng ta cần làm đó chính là dốc hết sức lực lấy lòng ngoại vực. Cậu cứ chờ xem đi, không bao lâu nữa thôi trái đất sẽ thuộc về ngoại vực sẽ đào tạo ra rất nhiều con chó đó. Thượng quan Võ Canh không chút kiêng nể nói, chỉ khi gia tộc thượng quan chúng ta hết lòng làm việc cho bọn họ, thì mới có thể trở thành con chó được coi trọng nhất của người ngoại vực, chắc chắn tương lai sẽ có một tiền đồ vô tận. Những gia tộc Đông Phương, gia tộc Đoan Mộc, gia tộc Hạ Hầu gì đó, đến lúc đó, tất cả bọn họ đều sẽ ở dưới chân chúng ta thôi. Thượng quan Võ Canh nhìn thượng quan Vô Ngần chằm chằm, lạnh lùng nói, Vô Ngần, nếu như cậu cứ tiếp tục mê muội không lối thoát, cản trở mối quan hệ thân thiết của gia tộc thượng quan và ngoại vực, vậy thì đừng trách bác trai không khách sáo. Bác trai, tôi đã đi theo bác từ khi còn nhỏ, nhưng tôi không ngờ tới, bác thế nhưng lại là loại người này. Thượng quan Vô Ngần cắn răng nói, nhưng mà, nếu như bác muốn lấy lòng ngoại vực, vậy thì càng không thể giết chết cao thủ võ thuật ở mật thất dưới đất được. Trước khi đi, Phong Khê thiếu gia đã để lại mệnh lệnh là không được giết bất kỳ một người nào trong đó, Phong Khê thiếu gia còn cần dùng đến. Thượng quan Vô Ngần nhắc nhở, nếu bác giết bọn họ, nếu như Phong Khê thiếu gia biết được chắc chắn sẽ tức giận cho xem. Phong Khê thiếu gia. Thượng quan Võ Canh nghe vậy, cười lạnh nói, ha ha, cậu ta sẽ rất nhanh mất đi giá trị lợi dụng thôi. Đối với bác mà nói thì không thể trở thành uy hiếp được nữa. Sở dĩ muốn giữ lại tính mạng cho những người luyện võ đó, là vì tiên đế ngoại vực muốn nghiên cứu hệ thống luyện võ. Thượng quan Võ Canh cười nói, có điều, người luyện võ ở trái đất đông đảo, đệ nhất giới luyện võ là Ngô Thanh Ảnh cũng còn sống, những người kia chết cũng chết rồi, sau khi tiên đế ngoại vực đến, cũng sẽ không trách tội bác nữa. Người đâu, làm theo lời tôi nói, những người luyện võ đó, không được giữ lại bất kỳ tên nào. Thượng quan Võ Canh phân công lần nữa nói. Hiện trường đông đảo cao thủ gia tộc thượng quan, nhìn qua thượng quan Võ Canh, rồi lại nhìn thượng quan Vô Ngần, tình thế khó xử, không biết nên nghe ai. Ông chủ, lão tổ Võ Canh cũng là muốn tốt cho gia tộc thượng quan, nếu chọc giận cao thủ ngoại vực, thì đối với chúng ta không có gì tốt đâu. Đúng vậy, chuyện ông lấy tài nguyên trong kho tàng, chúng tôi đã sớm biết rồi. Chỉ là mắt nhắm mắt mở xem như không thấy mà thôi, nhưng chuyện bây giờ đã loạn đến mức này rồi, ông cũng không cần phải bảo vệ giới luyện võ nữa đâu. Mặc dù ông là ông chủ, nhưng lão tổ Võ Canh là bác của ông, ở gia tộc thượng quan địa vị cao hơn ông một chút, khi ông ấy ra lệnh thì ông không thể ngăn cản được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Giết thì giết đi, lão tổ Võ Canh nói đúng lắm. Càng sớm lấy lòng cao thủ ngoại vực thì gia tộc thượng quan chúng ta sau này sẽ càng có cơ hội được trọng dụng sớm hơn một chút. Hiện trường mấy tên cao thủ đời trước của gia tộc thượng quan ồn ào mở miệng thuyết phục, rõ ràng là đang rất ủng hộ thượng quan Võ Canh. Những người này là cao thủ thế hệ trước, rất nhiều kết đan bát chuyển, thực lực thâm sâu khó lường, đều là trụ cột của gia tộc thượng quan. Vô Ngần.
Thượng quan Võ Canh nghe vậy, lộ ra một nụ cười nói ra, nghe lời đi, lời nói của bác có giá trị hơn cháu, xem ra mọi người cũng đồng ý ủng hộ quyết định của bác đó. Hừ, Thượng quan Võ Canh, Thượng quan Vô Ngần nghe nói như thế, thật sự là không thể nhịn được nữa, giọng điệu lạnh lùng nói, hôm nay gia tộc Thượng quan, không tới lượt một người ngoài như ông ra lệnh. Vô Ngần, Thượng quan Võ Canh nhất thời trầm giọng nói, cháu đừng có mà làm càn, bác là bác của cháu, từ bao giờ đã biến thành người ngoài rồi hả, còn dám nói năng lỗ mãng, đừng trách bác không khách khí. Hừ, Thượng quan Vô Ngần giọng điệu lạnh lùng nói, Thượng quan Võ Canh, ông còn muốn giả vờ tới khi nào nữa, đừng cho là tôi không biết thân phận thật sự của ông. Thân phận thật sự của bác. Thượng quan Võ Canh nhíu mày, biểu cảm không vui nói, Thượng quan Vô Ngần, cháu muốn nói cái gì? Ha ha! Thượng quan Vô Ngần cười lạnh nói, hơn 100 năm trước, tất cả mọi người đều cho rằng những cường giả ngoại vực đến trái đất chỉ có 3 người, thật sự mọi người đều không biết, năm đó có 4 người đã đến trái đất. Lục Quân Đình, Kiếm Thần, Trường Phong, 3 người họ nghiền ép các đại cổ tộc, lại trấn giữ cổ tộc, náo loạn ồn ào, cũng bởi vì thế, nên mới có lời đồn là chỉ có 3 người đến trái đất. Thượng quan Vô Ngần trầm giọng nói, nhưng còn có một người, cũng không hề xuất đầu lộ diện, che giấu tung tích, đi tới gia tộc Thượng quan, người đó, cũng là ông. Vừa nói, Thượng quan Vô Ngần đưa tay chỉ vào hướng Thượng quan Võ Canh, giọng điệu lạnh lùng nói, Thượng quan Võ Canh, sau khi ông đi vào gia tộc Thượng quan, ép bức ông nội của tôi, cưỡng ép gia nhập gia tộc Thượng quan, cho ông một cái thân phận, đồng thời giết chết tất cả những người biết việc này, bao gồm cả ông nội của tôi. Nhưng lưới trời tuy thưa mà khó lọt, chuyện này bị cha của tôi biết được, trước khi ông ấy chết, đều đã nói tất cả mọi chuyện cho tôi biết. Thượng quan Vô Ngần nghiến răng nói, cái gì mà bác chứ, đều là giả mạo mà thôi, ông vốn dĩ không phải người của gia tộc Thượng quan, ông đến từ ngoại vực, là một trong số cao thủ ngoại vực đầu tiên đến trái đất. Tôi biết cái chết của cha mình chắc chắn là do ông làm ra, ông làm như thế là muốn sớm ngày tiếp quản gia tộc Thượng quan. Thượng quan Vô Ngần cười lạnh nói, thậm chí, ông còn muốn hại chết tôi, nhưng ông hoàn toàn không ngờ được, lão tổ tông của gia tộc Thượng quan sống mấy trăm năm, đã đặt chân đến giả đan cửu truyền, đã trở về gia tộc Thượng quan. Có ông ấy ở đây che chở, ông căn bản không dám ra tay với tôi, bởi vì, năm đó cảnh giới của ông bị suy yếu, chỉ có thể so với kết đan đỉnh phong mà thôi, đối mặt giả đan cửu truyền, lại yếu hơn một chút. Thượng quan Vô Ngần nói ra. Người ngoại vực, hiện trường đông đảo cao thủ của gia tộc Thượng quan, nghe nói như thế, tất cả đều cảnh giác, vẻ mặt nhìn về phía Thượng quan Võ Canh cực kỳ phức tạp. Ha ha, Thượng quan Võ Canh nghe vậy, hoàn toàn không hề giả vờ nữa, mà cười lạnh nói, Vô Ngần, không ngờ rằng cậu sớm đã biết được thân phận của tôi, còn biết ông nội và cha của cậu chết trong tay tôi, nếu đã như vậy, tôi sẽ không giả vờ nữa. Cậu nói không sai. Năm đó quả thực có 4 cao thủ ngoại vực cùng nhau đến trái đất, tôi chính là người thứ tư. Thượng quan Võ Canh nói tiếp, trái đất đã từng rất huy hoàng, tôi đương nhiên sẽ không giống 3 tên kia, rêu rao khắp nơi, mà thời điểm đến trái đất, tôi và cùng bọn họ mỗi người đi một hướng, tôi thì chọn ẩn núp để xem tình hình trước. Quả nhiên, Lục Quân Đình, Kiếm Thần, Trường Phong, 3 người họ gặp Tô Vô Kỵ, chỉ một Tô Vô Kỵ mà thôi, tất nhiên không đủ gây sợ. Lúc ấy bọn họ đều là nguyên anh đỉnh phong, có thể nhẹ nhõm xóa sổ Tô Vô Kỵ. Thượng quan Võ Canh tiếp tục nói, có điều, người đứng sau lưng Tô Vô Kỵ, lại hết sức cường đại, thực lực không kém gì cậu chủ Viêm Long Tiên Đế của tôi. Nhưng người đó, không biết vì sao không hề xóa sổ 3 người Lục Quân Đình, mà chỉ là làm suy yếu cảnh giới của bọn họ, để bọn họ trở thành kết đan đỉnh phong. Tô Vô Kỵ cũng thật sự cường đại, lấy sức một mình. Mà cũng có thể chống lại 3 vị kết đan đỉnh phong, bọn họ còn ở thế bất bại nữa chứ. Thượng quan Võ Canh cười lạnh nói, nhưng Tô Vô Kỵ, cũng không có cách nào mà chém giết 3 người họ, vì thế 3 người Lục Quân Đình mới sống tiếp được, sau đó ở tại núi Côn Luân, Đông Phương, Nam Cung, 3 thế lực lớn đó. Ngay từ đầu tôi còn âm thầm mừng, may mắn tránh thoát một kiếp, nhưng mà thực lực của vị thông thiên đại nhân vật kia quả thật cường đại. Không biết sao lại phát hiện được sự tồn tại của tôi giấu giếm được người khác, nhưng không giấu giếm được cậu ta. Thượng quan Võ Canh nhớ lại nói, cuối cùng, cậu ta vẫn tìm được tôi, nhưng cũng không giết tôi,
chỉ là làm suy yếu cảnh giới của tôi. Từ đó về sau, tôi vốn đã kiêng kỵ trái đất này, lại càng không dám hoành hành, vì thế mới có thể ép ông nội cậu, cho tôi một thân phận giả. Khi đó, lão tổ tông của gia tộc Thượng Quan sống mấy trăm năm, ra ngoài du lịch rồi, họ cũng không ở gia tộc Thượng Quan, ông nội cậu tất nhiên không dám lỗ mãng với tôi, vì thế tôi mới thuận lợi gia nhập vào gia tộc Thượng Quan. Thượng Quan Võ Canh cười lạnh nói, chuyện tiếp theo, giống như lời cậu nói, nhưng tôi không ngờ được, Thượng Quan Vô Ngần, cậu thế mà lại biết nhẫn nhịn. Rõ ràng biết rõ thân phận của tôi, cũng biết tôi là người giết ông nội và cha của cậu, nhưng những năm gần đây lại đối với tôi cực kỳ cung kính, cũng giống như bác của mình. Thượng Quan Võ Canh nhìn qua Thượng Quan Vô Ngần, tán thưởng, cậu rất được đó nha, tâm cơ thâm sâu. Chỉ tiếc, hôm nay cậu nói ra những lời này, tất nhiên tôi sẽ không giữ lại cậu rồi. Nói đến đây, Thượng Quan Võ Canh sắc mặt trầm xuống, trong mắt hiện ra một luồng sát ý mãnh liệt. Hừ, Thượng Quan Vô Ngần nghe nói như thế, hừ lạnh một tiếng, nói, Thượng Quan Võ Canh, trước đó tôi không vạch trần ông, chỉ là không muốn đánh rắn động cỏ, khi chưa vạch trần ông thì người ngoại vực chắc chắn sẽ không làm khó gia tộc Thượng Quan. Nhưng hôm nay, ông lại muốn ra lệnh thay tôi, giết hại đồng đảo người luyện võ, tất nhiên tôi sẽ không cho phép ông làm như thế rồi. Nếu tôi đã dám đem thân phận của ông làm rõ thế này thì sao lại còn kiêng kỵ ông nữa chứ? Thượng Quan Vô Ngần cười lạnh nói, bây giờ ở đây, có ba vị giả đan bát chuyển của gia tộc Thượng Quan, cho dù giết không được ông, thì ông cũng đừng hòng làm chuyện ác. Ba vị, cái này tên ngoại vực ác độc này, sẽ giao cho các vị, có thể giết được là tốt nhất, nếu giết không được, thì ép ông ta một trận. Thượng Quan Vô Ngần phân công nói, đợi lão tổ tông trở về, thì giết ông ta cũng không muộn. Những người khác lui ra phía sau, người này là kết đan đỉnh phong, không phải giả đan bát chuyển, ra tay cũng không có ý nghĩa gì. Nói xong, Thượng Quan Vô Ngần dẫn đầu lui ra phía sau, hiện trường còn lại tầng lớp cao thủ khác, cũng ồn ào bắt trước lui ra sau. Chỉ có ba tên giả đan bát chuyển còn đứng im tại chỗ, sắc mặt cực kỳ khó coi nhìn chằm chằm Thượng Quan Võ Canh. Ha ha! Thượng Quan Võ Canh thấy vậy, quanh thân đột nhiên tản ra một luồng linh khí kinh khủng, cười lạnh nói, ba vị, các ông cần phải biết, đối nghịch với ngoại vực, chắc chắn không có kết cục tốt. Nếu các ông quy thuận tôi, giết chết Thượng Quan Vô Ngần, để tôi khi tiếp quản gia tộc Thượng Quan, tôi cam kết với các ông, sau này tuyệt đối sẽ không bạc đãi các ông, thậm chí có thể dẫn các ông đến gặp Viêm Long Tiên Đế, đưa các ông đưa đến ngoại vực, tìm cơ hội để được trường sinh bất lão. Thượng Quan Võ Canh nói, im ngay, Thượng Quan Võ Canh, nội bộ của gia tộc Thượng Quan chúng tôi, có thể xuất hiện chia rẽ, chúng tôi cũng có thể quy thuận ngoại vực, nhưng tuyệt đối sẽ không tự giết lẫn nhau. Đúng vậy, vốn dĩ tưởng rằng ông là người của gia tộc Thượng Quan, trước đó tôi cũng đã nói với ông, tôi cũng khá đồng ý với cách của ông, nhưng nếu ông là người ngoại vực, còn dám vô lễ với ông chủ của tôi như thế, vậy thì không thể giữ ông lại được rồi. Chỉ có người của gia tộc Thượng Quan, mới có thể quyết định hướng đi của gia tộc Thượng Quan, một người ngoài như ông, không có tư cách. Vừa nói xong, ba tên giả đan bát chuyển cùng lúc ra tay, hướng về phía Thượng Quan Võ Canh bắt đầu tấn công. Hừ, cho thể diện mà không cần, thật sự nghĩ rằng ba người các ông có thể làm gì được tôi hay sao? Thượng Quan Võ Canh thấy vậy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, sau đó khí tức đột nhiên phát sinh biến hóa cực lớn. Uy thế kinh khủng, cuồn cuộn. Sau đó, ông ta liền ra tay, nghênh chiến ba người giả đan bát chuyển, vẻn vẹn chỉ mười mấy hiệp, đã đánh bại toàn bộ ba người họ. Lúc này, ba người giả đan bát chuyển ngã đất không dậy nổi, miệng phun ra một dòng máu, sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Nguyên Anh, ông vậy mà đã đặt chân đến cảnh giới Nguyên Anh rồi. Thượng Quan Vô Ngần thấy vậy, sắc mặt biến đổi lớn. Không sai. Thượng Quan Võ Canh cười nói, nhiều năm ẩn nấp tại gia tộc Thượng Quan như vậy, cậu thật sự cho rằng tôi không hề tiến bộ hay sao? Vốn dĩ trước đó, tôi đang ở cảnh giới Nguyên Anh, nếu không phải vẫn luôn không tìm được tung tích của lão tổ tông của các người thì tôi đã sớm cưỡng ép chinh phục gia tộc Thượng Quan rồi. Thượng Quan Võ Canh nói tiếp, có điều bây giờ, nếu cậu đã biết thân phận của tôi thì tôi cũng không phải giả vờ nữa. Ba tên giả đan bát chuyển này. Căn bản không phải là đối thủ của tôi, lão tổ tông của gia tộc Thượng Quan, còn không xuất hiện hay sao chứ?
Thượng quan Võ Canh giọng điệu bình thản nói ra, nhưng trong lòng không dám khinh thường, cảnh giác bốn phía. Giả đan cửu chuyển, kinh khủng khác thường, tuyệt đối không phải người bình thường nào cũng có thể đạt đến mức này. Thượng quan Võ Canh đã từng cảm nhận qua khí tức của lão tổ tông gia tộc Thượng quan, khi đó ông ta vẫn chỉ là kết đan đỉnh phong, cực kỳ kiêng kỵ. Dù là bây giờ đặt chân đến Nguyên Anh sơ kỳ, nhưng Thượng quan Võ Canh nhớ lại lúc đó thì tim vẫn đập rất nhanh, không biết mình liệu có thể đánh thắng được giả đan cửu chuyển hay không. Những năm gần đây, ông ta không thu phục Thượng quan gia tộc, cũng là bởi vì kiêng kỵ lão tổ tông. Nhắc tới cũng kỳ quái, lão tổ tông của gia tộc Thượng quan đã mấy chục năm không xuất hiện rồi. Thượng quan Võ Canh không chỉ một lần nghe ngóng hành tung của lão tổ tông, nhưng vẫn luôn không thu hoạch được gì. Nếu không giải quyết được lão tổ tông, thì Thượng quan Võ Canh tất nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ rồi. Nhưng thân phận bây giờ đã bị bại lộ, Thượng quan Võ Canh đành phải mạo hiểm thử một lần. Cho dù không đấu lại lão tổ tông, ông ta cũng chắc chắn chạy trốn được, đến lúc đó lại tìm cao thủ ngoại khác, khống chế gia tộc Thượng quan là một chuyện nhỏ, nhiều lắm là chia bớt một số tài nguyên của mình mà thôi. Lão tổ tông, lúc này không hiện thân, chờ đến khi nào nữa chứ? Thượng quan Võ Canh mở miệng lần nữa, đồng thời cũng nhìn bốn phía. Chỉ có điều, hiện trường mọi người đều câm như hến, Thượng quan Vô Ngần đã được đông đảo cao thủ gia tộc Thượng quan bảo vệ sau lưng, nhưng lão tổ tông từ đầu đến cuối vẫn không có xuất hiện. Như hến, Thượng quan Vô Ngần đã được. Hừ, nếu ông đã không chịu hiện thân, vậy cũng đừng trách tôi đại khai sát giới. Thượng quan Võ Canh lộ ra một nụ cười lạnh. Lập tức ra tay hướng đến Thượng quan Vô Ngần mà giết tới, uy thế ngập trời. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên có một bóng người đột ngột xuất hiện, đỡ được đòn tấn công của Thượng quan Võ Canh, đồng thời đem ông ta đánh bay ra ngoài. Ông đến từ đâu? Sau khi ổn định cơ thể, Thượng quan Võ Canh nhìn chăm chú người ra tay, ánh mắt lộ ra vẻ kiêng kỵ cực kỳ. Cùng lúc đó, lại có một người bước từng bước mà đến, trên mặt mang nụ cười lạnh nhạt. Về người ra tay trước đó, cũng không có trả lời Thượng quan Võ Canh, mà chính là một mực cung kính đứng ở phía sau tới thanh niên bên cạnh. Cái này người thanh niên bước từng bước đi đến đây, tất nhiên chính là Tô Thương, người trước đó đã ra tay, thì là Tô Thanh Y. Anh Thanh Y. Lúc này, Thượng quan Vô Ngần nhận ra Tô Thanh Y, đột nhiên mặt lộ vẻ vui mừng chào hỏi. Tô Thanh Y gật đầu một cái, nhẹ khẽ cười nói, anh Vô Ngần, đã lâu không gặp. Ha ha, tính từ lần chia tay trước đó, đã là vài chục năm về trước rồi nhỉ. Thượng quan Vô Ngần quan sát Tô Thanh Y, sau đó khâm phục nói, không ngờ giờ này ngày này, anh Thanh Y đã đặt chân đến cảnh giới Nguyên Anh rồi, thật đáng mừng quá. Chỉ có điều, anh Thanh Y, trái đất có điểm xấu, anh làm sao có thể phá được những điểm xấu đó chứ? Thượng quan Vô Ngần tò mò hỏi. Tôi khá may mắn nên đã gặp được tiểu thiếu gia nhà tôi. Tô Thanh Y lộ ra một nụ cười, sau đó giới thiệu nói, anh Vô Ngần, vị này chính là tiểu thiếu gia nhà tôi, hậu nhân nhà họ Tô, Tô Thương. Đề bái kiến Tô thiếu gia, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu. Thượng quan Vô Ngần nghe vậy, khách khí chào hỏi, Tô Thương nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nói ra, ông chủ thượng quan, chúng tôi ở bên ngoài có nghe các ông nói chuyện, chúng tôi cực kỳ khâm phục ông thật sự có lòng. Những chuyện tiếp theo, cứ giao cho chúng tôi xử lý là được. Cái này, cảm ơn Tô thiếu gia. Thượng quan Vô Ngần vội vàng hấp tay cảm ơn. Ông chủ thượng quan khách khí rồi, ông tranh thủ lúc những người luyện võ đang bị giam cầm đã mở ra bảo khố hỗ trợ bọn họ khôi phục vết thương, trong lòng mang trái đất, tôi giúp ông là điều nên làm thôi. Tô Thương cực kỳ tán thưởng thượng quan Vô Ngần. Đâu có, chuyện tôi làm quá nhỏ, không có ý nghĩa gì. Cũng không dám so với Tô thiếu gia. Thượng quan Vô Ngần như là fan hâm mộ gặp được thần tượng, kích động nói, chuyện ở núi Cửu Phong, tôi đã nghe nói rồi, Tô thiếu gia thần uy to lớn, bảo vệ người trên trái đất, thật sự là tấm gương của chúng tôi. Hậu nhân nhà họ Tô, Tô Thương. Thượng quan Võ Canh đứng cách đó không xa nên đã nghe thấy mấy người này nói chuyện, nên biết được thân phận của Tô Thương, sắc mặt lập tức thay đổi hoàn toàn, trong mắt lộ ra một vẻ sợ hãi. Mặc dù lúc trước ông ta xem thường Tô Thương, cảm thấy Tô Thương chỉ là đầu cơ trục lợi, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà thôi. Nhưng Thượng quan Võ Canh hiểu rõ,
thực lực của Tô Thương vượt xa khả năng mà mình có thể so sánh được. Lại có thêm người đàn ông trung niên đã ra tay đứng bên cạnh đó nữa, có thể đánh lui chính mình, nơi đây chắc chắn không thể ở lại được nữa rồi. Vì thế, thượng quan võ canh không chần chờ chút nào, lập tức liền định nhún người chạy trốn. Muốn đi sao? Ha ha! Ông đi không nổi rồi. Tô Thương thấy vậy, hai mắt híp lại, vừa mới động ý nghĩ, tháp hư không liền hiện ra. Ngay lập tức, tháp hư không mang theo uy thế kinh khủng, bỗng nhiên bay về phía thượng quan võ canh. Dựa theo lấy tiếng vang đó, thượng quan võ canh đến cơ hội phản kháng đều không có, trực tiếp bị tháp hư không chấn sát, hóa thành một vũng máu, chết ngay tại chỗ. Phù! Cảnh tượng này, lập tức khiến trong lòng những người có mặt tại đó như nổi lên sóng to gió lớn, ngoài Tô Thanh Y ra, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ cực kỳ chấn động. Chỉ một chiêu mà thôi, vậy mà chấn sát được cao thủ ngoại vực cảnh giới Nguyên Anh, thực lực thật sự khủng bố mà. Cậu ấy cũng là hậu nhân nhà họ Tô à, chẳng trách có thể đại thắng ở núi Cửu Phong, Tô thiếu gia công lao ngút trời mà. Chúng ta bị thượng quan võ canh lừa, người tài giỏi ở trái đất rất nhiều, đối mặt với cao thủ ngoại vực, sao lại không có sức phản kháng được chứ? Từ nay về sau, phải đi theo Tô thiếu gia, bảo vệ trái đất, kiên quyết chống lại ngoại vực. Ngay lập tức, hiện trường đông đảo cao thủ của gia tộc thượng quan, nhìn Tô Tương với ánh mắt kính sợ. Tô Thương thấy vậy, lộ ra một nụ cười nhẹ. Thượng quan võ canh chẳng qua chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ mà thôi, cho dù không sử dụng tháp hư không, thì Tô Thương cũng nắm chắc rằng có thể nhẹ nhõm nghiền ép được. Hơn nữa, cho dù Tô Thương không ra tay thì Tô Thanh Y cũng có thể làm được, chẳng qua chỉ là phí một chút thủ đoạn mà thôi. Có điều Tô Thương lại lựa chọn trực tiếp sử dụng tháp hư không tháp, lấy uy thế cường đại, lập tức giết chết thượng quan võ canh, mục đích chính là vì uy hiếp những kẻ cặn bã ở gia tộc thượng quan. Các người lúc trước có người nói, gia tộc thượng quan có thể quy thuận ngoại vực, liên quan tới chuyện này, tôi cực kỳ không đồng ý. Tô Thương vẫy tay, thu hồi tháp hư không, sau đó nhìn quanh hiện trường mọi người, giọng điệu bình thản nói ra, nếu như các ông không bị người ngoại vực ép buộc, thì tôi tất nhiên sẽ không bắt buộc các ông vì trái đất mà phải ra tay giúp đỡ, tôi cũng không có quyền ép buộc thay đổi tư tưởng của bất kỳ ai. Có điều, hễ là người trên trái đất, chỉ là vì chút lợi ích riêng mà chủ động lấy lòng người ngoại vực, đầu quân cho ngoại vực, ha ha, vậy cũng đừng trách tôi không khách khí. Ánh mắt Tô Thương sắc bén, lạnh lùng nói các ông nghe cho rõ, bất kỳ kẻ nào chủ động quy thuận ngoại vực, cũng chính là kẻ thù của Tô Thương tôi. Cho dù trốn đến chân trời góc biển thì tôi chắc chắn phải giết hết. Trong lúc nói chuyện, Tô Thương quanh thân tản ra uy thế cường đại, bao phủ toàn hiện trường. Hiện trường tất cả tầng lớp cao thấp của gia tộc thượng quan, bao gồm cả ba tên giả đan bát chuyển đó, đều nơm nớp lo sợ, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, cúi đầu xuống không dám đối mặt với Tô Thương. Tô thiếu gia nói cực phải. Lúc này, thượng quan Vô Ngần đứng ra nói ra, trước đó vì gia tộc thượng quan, cũng vì trấn an thượng quan võ canh, có mấy lời tôi không tiện nói. Nhưng từ nay về sau, người của gia tộc thượng quan tôi, chỉ thà chết đứng, chứ tuyệt đối không tham sống sợ chết mà quỳ gối dưới chân ngoại vực nữa. Thượng quan Vô Ngân trầm giọng nói, người nào nếu chống lại quy định này, thì không còn là người của gia tộc thượng quan nữa, tôi sẽ đích thân thanh lý môn hộ, để răn đe. Vâng, lời của ông chủ nói ra. Toàn bộ mọi người ở gia tộc thượng quan đều đồng loạt đồng ý. Tô thiếu gia. Sau đó, thượng quan Vô Ngần nhìn về phía Tô Thương, chắp tay nói, bây giờ nề nếp của gia tộc thượng quan quả thực không hề tốt đẹp gì, điều này có liên quan trực tiếp đến chuyện tôi quản lý gia tộc mình. Có điều, cậu cứ yên tâm, sau hôm nay, tôi sẽ tăng cường củng cố lại trên phương diện này, để bọn họ biết, người ở trái đất vĩnh viễn là người ở trái đất, chúng ta và người ngoại vực. Không chết không thôi. Thượng quan Vô Ngần nghiêm túc nói. Tô Thương gật đầu nói, hôm nay tôi nói những này, cũng không có ý gì khác, chỉ là muốn nhắc nhở một chút, gia tộc thượng quan không cần quá để ý, phẩm hạnh của ông, trước đó tôi đã nhìn ra được rõ ràng rồi, tôi tin tưởng gia tộc thượng quan dưới sự dẫn dắt của ông, sẽ không đi sai hướng. Cảm ơn Tô thiếu gia tin tưởng, thượng quan Vô Ngần khách khí nói. Ông xứng đáng thôi. Tô Thương cười cười, sau đó nói ra, những người luyện võ mà Phong Khê thiếu gia bắt lại đang bị nhốt ở đâu, nhanh đưa tôi đến đó đi.
Vâng, Tô thiếu gia, mời cậu đi bên này. Thượng quan Vô Ngần đối với Tô Thương cực kỳ tôn kính, tự mình lên trước dẫn đường. Mấy phút sau, dưới sự dẫn đường của Thượng quan Vô Ngần, Tô Thương, Tô Thanh Y, một đoàn đi vào mật thất dưới đất. Tô thiếu gia, tòa mật thất dưới đất này, có hơn ngàn năm lịch sử, ông chủ gia tộc ở nhiều thế hệ khác nhau đều sẽ tu sửa gia cố, ngoại trừ làm chỗ tu luyện ra thì còn sử dụng làm nhà tù bí mật. Thượng quan Vô Ngần vừa dẫn đường, vừa cười vừa nói, thạch hảo hán của vùng núi Tế Trời, từ thiện sư thái của núi Nga Mi, viên thông trụ trì của núi Bồ Đề, lão già của vùng núi giữa núi và biển, trương thiên lôi của Phượng Dương Thành. Đông đảo cao thủ giới luyện võ, đều bị nhốt ở đây. Bọn họ vốn dĩ đều bị trọng thương, nhưng may mà tôi cung cấp một số tư nguyên, bây giờ vết thương của bọn họ có lẽ cũng sắp khôi phục hoàn toàn rồi. Thượng quan Vô Ngần nói tiếp, Tô thiếu gia yên tâm đi, những ăn uống sinh hoạt thường ngày của họ, tôi đều đặc biệt quan tâm, nói là giam giữ chứ thật ra bọn họ ở đây, hoàn toàn tương đương với việc đổi chỗ tu luyện mà thôi, bây giờ trạng thái cũng khá tốt. Vất vả cho ông rồi. Tô Thương gật gật đầu, đồng thời ánh mắt rơi vào ngắm Thượng quan Vô Ngần trên thân, quan sát tỉ mỉ thêm vài lần, sau đó lộ ra thần sắc kinh ngạc. Linh hồn. Cái uy lực của linh hồn Thượng quan Vô Ngần này, vậy mà cường đại như thế, hơn nữa thông qua linh hồn có thể thấy được, Thượng quan Vô Ngần ít nhất cũng phải hơn 500 tuổi. Nhưng chuyện này không đúng chứ. Theo lý thuyết, Thượng quan Vô Ngần tối đa cũng khoảng mấy cái 100 tuổi thôi, chứ làm sao có thể có được linh hồn hơn 500 tuổi chứ. Còn nữa, thực lực của Thượng quan Vô Ngần, chắc chắn là ẩn giấu đi, bên ngoài nhìn vào thì ông ấy chỉ là giả đan tứ chuyển. Nhưng trên thực tế, Tô Thương nhận ra được, sóng linh khí trong cơ thể ông ấy, so với ba vị giả đan bát chuyển còn mạnh hơn rất nhiều. Cửu chuyển. Nếu không có gì bất ngờ khác thì Thượng quan Vô Ngần chắc chắn là giả đan cửu chuyển. Gia tộc Thượng quan có giả đan cửu chuyển, lúc trước Tô Thương nghe được cuộc nói chuyện giữa Thượng quan Vô Ngần và Thượng quan Võ Canh. Nhưng cái vị giả đan cửu chuyển kia, không phải lão tổ tông gia tộc Thượng quan à, chẳng lẽ Thượng quan Vô Ngần cũng vụng trộm đạt được đến cái thành tựu này. Nếu Thượng quan Vô Ngần này là giả đan cửu chuyển, vừa rồi vì sao mà không ra tay? Giả đan cửu chuyển, có thể chống lại Nguyên Anh sơ kỳ, thậm chí có khả năng sẽ đè ép Nguyên Anh sơ kỳ. Ông ấy rõ ràng có thể tự mình giải quyết, nhưng lại ẩn giấu thực lực, không ra tay, có chút khác thường nha. Làm chuyện khác lạ, chắc chắn có gì đó mờ ám. Tô Thương để lại một cái nhìn, sau đó yên lặng đi sau lưng Thượng quan Vô Ngần, muốn nhìn thử xem rốt cuộc ông ấy đang tính toán gì. Rất nhanh, Tô Thương đã nhận ra được. Thượng quan Vô Ngần quả thực có chuyện giấu giếm bên trong. Anh đã cảm nhận được vị trí bị giam giữ của bọn người Thạch Hảo Hán, ngay tại hướng 8 giờ. Nhưng Thượng quan Vô Ngần lại đem Tô Thương cùng Tô Thanh Y, dẫn tới hướng ngược lại, hoàn toàn trái ngược, càng đi càng ha. Tô thiếu gia, mời đi bên này, xuyên qua nơi cúng bái này, cũng chính là mật thất nơi giam giữ cao thủ luyện võ. Lúc này, Thượng quan Vô Ngần dừng bước lại. Trên mặt nở nụ cười nói ra, Tô thiếu gia, anh Thanh Y, các người đi cứu người trước đi, tôi sẽ không đi cùng các người nữa, tôi sẽ đi chuẩn bị một ít đồ ăn, sau đó sắp xếp tiệc rượu ở gia tộc Thượng quan, chúc mừng Tô thiếu gia đại thắng ở núi Cửu Phong. Nói xong, Thượng quan Vô Ngần liền định quay trở lại. Có điều lúc này, Tô Thương lại gọi ông ta lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, ông chủ Thượng quan, phải cùng đi chứ, đây là nơi quen thuộc của ông mà. Nghe Tô Thương nói, Thượng quan Vô Ngần dừng bước lại, trong mắt lóe lên một vẻ cực kỳ khác thường. Có điều ngược lại, Thượng quan Vô Ngần liền quay đầu lại, khẽ cười nói, Tô thiếu gia, tôi không phải đã chỉ đường rồi sao, xuyên qua nơi cúng bái này thì có thể nhìn thấy nhà giam bí mật, nơi giam giữ những người luyện võ đó rồi. Nhà giam mật đó không có khóa, chỉ là những cao thủ luyện võ kia, bị xích sắt trói lại thôi, cố định bên trong mật thất rồi. Thượng quan Vô Ngần nói tiếp, còn về những cái xích sắt kia, với thực lực của Tô thiếu gia mà nói thì rất dễ dàng có thể kéo đứt được. Tôi ở bên ngoài sắp xếp chuyện còn lại, chờ các cậu đi ra ngoài thì sẽ thoải mái ăn uống, ngoài chuyện ăn mừng ra thì cũng coi như gia tộc thượng quan tôi, tạ lỗi với những người luyện võ đó. Thượng quan Vô Ngần mặt mũi tràn đầy áy náy nói ra, cho dù là vì nguyên nhân gì, thì gia tộc thượng quan chúng tôi dù sao cũng đã nhốt bọn họ,
đúng ra là đã có tội với họ. Ha ha, Tô Thương nghe nói như thế, nhếch miệng lên nói, ông chủ thượng quan, tôi đây thật sự không hiểu, xuyên qua nơi cúng bái này là đã đến nơi rồi, chỉ còn có mấy bước chân, vì sao ông lại bài xích như thế, không chịu cùng đi với chúng tôi chứ? Cái này, thượng quan Vô Ngần nghe vậy, sự khác thường trong đáy mắt càng thêm rõ ràng, có điều lại thoáng qua tức thì, vừa cười vừa nói, Tô thiếu gia, không phải tôi không chịu, chỉ là tôi ra ngoài chuẩn bị đồ ăn, cậu. Đừng lấy những lý do qua loa đại khái thế này mà nói với tôi chứ. Sắc mặt Tô Thương lập tức lạnh xuống, trầm giọng nói, ông chủ thượng quan, nói đi, ông đang có ý đồ gì? Tô thiếu gia, ý của cậu là gì, sao tôi nghe không hiểu? Thượng quan Vô Ngần sắc mặt thay đổi nói. Nghe không hiểu sao? Ha ha, vậy thì tôi sẽ nói cho ông nghe một chút vậy. Tô Thương cười lạnh liên tục, sau đó chỉ tay vào nơi cúng bái đó. Giọng điệu lạnh lùng nói, nếu như tôi không nhìn nhầm, nơi cúng bái này, cũng không phải là nơi cúng bái bình thường, trong đó có một tòa trận pháp. Tòa trận pháp này cực kỳ cường đại, là một tòa sát trận, lại có năng lượng của mấy vạn viên hạ phẩm linh thạch cùng một khối linh thạch cực phẩm, duy trì vận chuyển trận pháp. Tô Thương vạch trần nói, một khi trận pháp mở ra, người tu chân cảnh giới hóa thần trở xuống, đừng nghĩ đến chuyện muốn sống mà ra khỏi trận pháp này. Ông chủ thượng quan, ông đưa chúng tôi đến đây, còn chỉ dẫn chúng tôi bước vào nơi cúng bái này, là có ý gì chứ? Nói đến đây, ánh mắt Tô Thương hiện ra sát ý ngút trời, uy thế kinh khủng, lập tức bao phủ toàn hiện trường. Vừa rồi, anh đã nhận ra được thượng quan Vô Ngần có chút không đúng rồi, rõ ràng là giả đan cửu truyền, lại ẩn giấu thực lực, mà lại cố ý dẫn đi sai hướng. Nhưng Tô Thương không biết, thượng quan Vô Ngần rốt cuộc là muốn làm cái gì? Vì thế mới không vạch trần. Đi thẳng đến nơi cúng bái này, anh mới hiểu được, cái tên chó má thượng quan Vô Ngần này, sắp tâm hại người, hơn phân nửa là muốn dùng nơi cúng bái này để giữ anh và Tô Thanh Y mãi mãi ở tại nơi này. Vì thế, Tô Thương trực tiếp nói rõ ràng, đối mặt với thượng quan Vô Ngần tràn đầy sát ý. Tô thiếu gia. Thượng quan Vô Ngần rõ ràng hoảng hốt rồi, nhưng bên ngoài lại nghi ngờ nói, sát trận cái gì chứ? Tôi sống ở gia tộc thượng quan khoảng trăm năm nay, thường xuyên đi lại ở nơi cúng bái này, từ xưa tới nay chưa hề nghe nói nơi này có cái gì mà sát trận, có phải cậu nhầm gì đó hay không? Thượng quan Vô Ngần gượng ép cười nói. Anh Vô Ngần, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tô Thanh Y bên cạnh kịp phản ứng lại, nghiến răng hỏi, tiểu thiếu gia nhà tôi tinh thông trận pháp, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, tốt nhất là anh nói rõ ràng mọi chuyện. Nếu không thì đừng trách tôi không nể tình anh em nhiều năm. Anh Thanh Y, tôi cũng không rõ nữa. Thượng quan Vô Ngần ra vẻ vô tội, cười khổ nói, gia tộc thượng quan chúng tôi làm sao có thể có trận pháp mạnh mẽ như vậy, nếu như có, sao lại có thể bị thượng quan võ canh nô dịch lâu như vậy, nhất định là Tô thiếu gia cảnh giác quá mức nên nhìn lầm rồi. Ha ha, tôi có phải nhầm hay không, thử một lần là biết rõ. Tô Thương nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó liền nhanh chân đi về hướng nơi cúng bái đó, giống như là một chuyện hết sức bình thường, căn bản không thèm để ý cái gọi là sát trận này. Tiểu thiếu gia, Tô Thanh Y thấy vậy, vội vàng mở miệng nói ra, cậu không phải nói có sát trận à, hóa thần trở xuống không thể ra khỏi, tuyệt đối không thể đặt mình vào nguy hiểm được. Không sao, Tô Thương lắc đầu, sau đó tiếp tục đi lên phía trước. Cứ như vậy. Tô Thương rất nhanh chóng đã đi tới chính giữa nơi cúng bái này. Tô Thanh Y tất nhiên không cần hỏi, mặt mũi tràn đầy lo lắng, có điều nhìn thấy nơi cúng bái này không có thay đổi, lúc này mới thở dài một hơi. Có điều thượng quan Vô Ngần bên cạnh, hô hấp lại dồn dập, mắt không chấp nhìn chằm chằm Tô Thương, thần thái có chút điên cuồng. Sau khi thấy Tô Thương đi đến vị trí thích hợp, thượng quan Vô Ngần trong mắt liền hiện lên một vẻ như âm mưu được như ý, hai tay nhanh chóng bấm quyết. Vù. Trong khoảnh khắc, nơi cúng bái vốn đang bình yên, đột nhiên phát sinh ra biến hóa cực lớn. Một luồng năng lượng vô cùng to lớn, đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như một cái hình cầu, bao phủ hoàn toàn lấy Tô Thương. Ngay sau đó, bên trong hình cầu này, kiếm khí tung hoành, ánh sáng lập lòe, tản ra uy thế làm người sợ hãi. Ha ha ha! Thượng quan Vô Ngần thấy Tô Thương bị nhốt lại. Nhất thời phát ra tiếng cười đắc ý, hậu nhân nhà họ Tô, Tô Thương,
vào vạn kiếm trận của gia tộc thượng quan chúng tôi, không phải là hóa thần, thì đừng mong chạy thoát. Tôi thừa nhận thực lực của cậu rất mạnh, có điều đáng tiếc, cậu rốt cuộc cũng chỉ là Nguyên Anh, hôm nay cậu chắc chắn phải chết không nghi ngờ rồi. Thượng quan Vô Ngần trở mặt còn nhanh hơn so với Lật Sách, thay đổi thái độ bình thường, trong mắt cực kỳ lạnh lùng. Thượng quan Vô Ngần, Tô Thành Y ý thức được tình hình không đúng, nhất thời giận tím mặt, trầm giọng nói, ông quả nhiên không có ý tốt gì, những năm gần đây, là tôi nhìn lầm ông rồi. Ai ra, Thành Y. Thượng quan Vô Ngần nghênh tiếp ánh mắt Tô Thành Y, thoáng có chút áy náy, thở dài một hơi nói, nhưng tôi không có cách nào khác, tôi làm như vậy cũng là bất đắc dĩ. Hừ, không cần mượn cớ. Tô Thành Y giọng điệu lạnh lùng nói, lập tức mở trận pháp ra, thả tiểu thiếu gia của tôi ra ngoài, nếu không đừng trách tôi không niệm tình xưa, tiêu diệt cả nhà thượng quan các ông. Ông còn không có thực lực này đầu đâu. Thượng quan Vô Ngần nghe nói như thế, liền không tiếp tục ẩn giấu cảnh giới của chính mình nữa, ngay lập tức, giả đan cửu chuyển uy thế bao phủ toàn hiện trường, đây giả đan cửu chuyển, ông chỉ là Nguyên Anh trung kỳ mà thôi. Với tình hình bình thường mà nói thì tôi chưa hẳn là đối thủ của ông, nhưng mà có vạn kiếm trận ở đây, tôi chắc chắn xóa sổ được ông. Thượng quan Vô Ngần cười nói, vạn kiếm trận, không phải chỉ có bước vào mới chịu sự tấn công. Chỉ cần tôi khống chế vạn kiếm trận, nó cũng có thể chủ động tấn công, chỉ có điều, uy thế tương đối yếu hơn một chút. Thượng quan Vô Ngần khẽ cười nói, thực lực của hậu nhân Tô Thương này, quả thực làm cho người kiêng kỵ, vì thế tôi không dám tùy tiện mở ra vạn kiếm trận, đành phải tìm kiếm nghĩ cách dẫn dụ vào trong trận. Có điều, Thành Y à, đối phó ông thì tôi không cần phải lo lắng nhiều như vậy. Thượng quan Vô Ngần giang nói, lập tức sầm mặt lại, giọng điệu lạnh lùng nói, nể mặt ông và Vô Ngần có giao tình nhiều năm như vậy, ông chỉ cần rời khỏi đây ngay bây giờ, tôi có thể sẽ tha cho ông một cái mạng, tôi cho ông 10 giây, nếu quá hạn sẽ không chờ đợi. Không đúng. Tô Thành Y nhận ra được có chuyện không thích hợp, nhíu mày nói, ông không phải là thượng quan Vô Ngần, nói nhanh, rốt cuộc ông là ai? Ha ha. Thượng quan Vô Ngần lộ ra một nụ cười, sau đó nói, chuyện cho tới bây giờ, tôi cũng không cần phải giấu nữa. Lão Phu chính là lão tổ tông gia tộc thượng quan, còn về cái tên. Quá xa xưa rồi, không nhắc đến cũng được. Thượng quan Vô Ngần nói tiếp, tôi tiếp quản thân thể thượng quan Vô Ngần, bây giờ tôi chính là thượng quan Vô Ngần. Lão tổ tông gia tộc thượng quan. Tô Thành Y dò hỏi, thượng quan Vô Ngần giờ thế nào rồi? Ông vì tu luyện mà đã cưỡng ép chiếm thân thể của ông ấy rồi sao? Hừ, đúng là thủ đoạn hèn hạ, vậy mà đối với hậu nhân của mình, lại hạ độc thủ như vậy. Ông im miệng. Thượng quan Vô Ngần nghe vậy, nhất thời thẹn quá hóa giận, gầm nhẹ nói, Vô Ngần nó. Nó không phải tôi giết. Đứa nhỏ này là tôi nuôi nó từ nhỏ đến lớn, tôi đối với nó có kỳ vọng cực kỳ cao, chỉ mong ngày nào đó tiếp quản gia tộc thượng quan, sao lại hại nó được chứ? Nó là do bản thân luyện công tẩu hỏa nhập ma, không thể không chết. Vô Ngần từ nhỏ đã quật cường mạnh mẽ, từ sau khi biết được nguyên nhân cái chết của cha và ông nội nó, thì đã chuyên tâm tu luyện, mục đích chính là muốn nhanh chóng cường đại lên, xóa sổ thượng quan võ canh, báo thù cho người thân của nó. Nhưng mà quả thật, những chuyện như tu luyện thì không thể nóng vội được, nếu cứ nóng lòng mong muốn có thành quả, sẽ chỉ rơi vào vực sâu vạn trượng mà thôi. Thượng quan Vô Ngần nói đến đây, hốc mắt ửng hồng, đáy mắt có chút nước mắt đảo quanh, mặt lộ vẻ bi thống nói ra, cuối cùng có một ngày, nó không chịu được mà đi tìm tôi. Dù là tôi hy sinh chính mình, cũng không có cách nào giúp nó sống lại được, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Vô Ngần chết đi. Thượng quan Vô Ngần nhớ lại nói, trước khi chết, Vô Ngần nói với tôi, nhất định phải báo thù, giết thượng quan võ canh, bảo đảm phồn vinh hưng thịnh cho gia tộc thượng quan gia tộc. Đây là nguyện vọng của Vô Ngần, tôi làm lão tổ tông, sao lại có thể bỏ mặc được chứ? Thượng quan Vô Ngần nói tiếp, vì thế, sau khi Vô Ngần đi, tôi thi triển bí thuật, nắm trong tay thân thể của Vô Ngần. Từ đó về sau, tôi đã sống vì nguyện vọng của nó, những năm gần đây, tôi ẩn giấu thực lực, tìm kiếm cơ hội gạt bỏ thượng quan võ canh. Thượng quan Vô Ngần cười khổ nói, nhưng sự thật thì, thượng quan võ canh đã đặt chân đến cảnh giới Nguyên Anh. Bây giờ ở trái đất lại có nhiều cao thủ ngoại vực như vậy, sao tôi dám hành động thiếu suy nghĩ chứ? Cho dù tôi giết thượng quan võ canh,
chỉ sợ gia tộc thượng quan cũng phải lâm vào tình trạng vạn kiếp bất phục. Thượng quan Vô Ngần biểu lộ biến đổi, trong mắt tràn đầy tham lam, muốn để thượng quan gia tộc cường đại, không chịu ức hiếp, tôi cần phải trở nên mạnh hơn, chỉ có thế này, tôi mới có thể hoàn thành nguyện vọng của Vô Ngần. Tô Thương là hậu nhân của Tô Vô Kỵ, trên người mang tháp lưu ly 9 tầng, chính là chí bảo. Hơn nữa, Tô Vô Kỵ và vị thông thiên đại nhân vật kia có quan hệ vô cùng tốt, Tô Thương làm đời sau của Tô Vô Kỵ, chắc chắn có thủ đoạn tu chân cường đại. Thượng quan Vô Ngần cười lạnh nói, cho nên, tôi đã sớm có ý đồ với Tô Thương rồi. Nhưng tôi không chắc, rốt cuộc có thể động vào cậu ấy được không, vì thế mới ở trước mặt Phong Khê thiếu gia, cật lực tranh thủ cơ hội giam giữ những người luyện võ đó. Thượng quan Vô Ngần cười nói tiếp, tôi biết, trong số những người luyện võ đó, có ông ngoại của Tô Thương, hơn nữa Tô Thương là minh chủ giới luyện võ, chắc chắn sẽ đến cứu bọn họ. Tôi thay mặt người trong nhà, ôm cây đợi thỏ, lấy bất biến ứng vạn biến, chỉ cần Tô Thương dám đến, thì tôi sẽ lợi dụng vạn kiếm trận đem vây bắt lại, ép buộc giao ra tháp lưu ly 9 tầng, cùng các loại thủ đoạn tu chân. Thượng quan Vô Ngần hài lòng cười nói, bây giờ, kế hoạch của tôi xem như đã thành công, ha ha ha. Hừ, Tô Thanh Y tức giận nói, tôi cảnh cáo ông, tiểu thiếu gia nhà tôi là người quan trọng mở ra linh khí khôi phục, ông lại lấy sát trận đối phó với cậu ấy, không sợ trở thành kẻ thù của người tu chân ở trái đất hay sao? Còn nữa, nếu không có tiểu thiếu gia nhà tôi, linh khí không thể nào khôi phục được, đối với ông mà nói cũng không có có ích gì. Tô Thanh Y uy hiếp nói, thả tiểu thiếu gia nhà tôi ra, tôi cam đoan với ông, sẽ bỏ qua hết những chuyện hôm nay. Ha ha, tuyệt không có khả năng này. Thượng quan Vô Ngần cười lạnh nói, nếu như tôi đạt được tháp lưu ly 9 tầng rồi thì chuyện linh khí khôi phục có liên quan gì đến tôi chứ? Đừng tưởng là tôi không biết, món chí bảo có thể chống lại điểm xấu, tôi bây giờ là giả đan cửu chuyển, nhưng khi có tháp lưu ly 9 tầng rồi thì có thể không hạn chế mà đột phá cảnh giới, có lẽ có cơ hội sẽ đạt đến hóa thần. Thượng quan Vô Ngần thoải mái cười to nói, đến lúc đó, người nào dám đắc tội với gia tộc thượng quan chứ? Cao thủ ngoại vực đến thì đã sao, chỉ là Nguyên Anh, không đủ gây sợ, nếu cùng nhau tiến lên, thì tôi cũng không thèm quan tâm. Hậu sinh thanh y, đã qua 10 giây rồi, đáng lẽ tôi giờ phải giết ông rồi. Thượng quan Vô Ngần nói tiếp, có điều, hôm nay tôi chỉ cần chí bảo và bí thuật công pháp thôi, ông đi đi. Tô Thanh Y đương nhiên sẽ không rời đi, đang chuẩn bị nói cái gì, lúc này, trong vạn kiếm trận truyền đến động tĩnh. Keng, 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 từng âm thanh thuần túy vang lên, trong vạn kiếm trận đó, kiếm quang tung hoành, đã bắt đầu tấn công Tô Thương rồi. Vì để phòng ngừa chuyện bất trắc xảy ra, Thượng quan Vô Ngần mở ra vạn kiếm trận toàn diệt, vì thế bên ngoài căn bản không nhìn thấy bên trong xảy ra chuyện gì, chỉ biết là trận pháp đang hướng về Tô Thương mà tấn công. Tô Thương, thực lực của cậu quả nhiên không yếu, thế mà có thể giữ vững một hồi lâu. Thượng quan Vô Ngần thấy vậy, khẽ cười nói, có điều, thể cũng không làm nên chuyện gì đâu, không quá một giây nữa, cậu chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Tôi mới vừa nói, hôm nay chỉ cần tháp lưu ly 9 tầng và bí thuật tu luyện thôi, nếu cậu chịu giao cho tôi cam kết sẽ không giết cậu. Thượng quan Vô Ngần nói nghiêm túc, cậu là nhân của Tô Vô Kỵ, thiên phú tu luyện kinh người. Thời gian nửa năm đã từ trúc cơ đặt chân đến Nguyên Anh, tôi bội phục cậu. Hơn nữa cậu lại là người mở ra biến đổi của giới luyện võ, lại vì người tu chân trên trái đất mở ra linh khí khôi phục, hành động này, khiến cho người người kính nể. Thượng quan Vô Ngần nhìn về phía vạn kiếm trận, rồi nói ra, tôi cũng muốn nhìn người tu chân ở trái đất, người người có thể không gặp điểm xấu, tôi cũng muốn nhìn thấy trái đất, có được linh khí khôi phục. Tô Thương, nếu như cậu có thể đồng ý điều kiện của tôi thề với trời, tuyệt không giết cậu, lập tức thả cậu rời khỏi gia tộc thượng quan, nếu như làm trái lời thề thì, trời tru đất diệt. Thượng quan Vô Ngần thề thốt. Ha ha, không cần. Lúc này, giọng điệu của Tô Thương truyền ra, sau đó vạn kiếm trận liền yên tĩnh trở lại. Sau một giây, không biết vì sao, vạn kiếm trận biến mất, hình cầu đó cũng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Sau đó có thể nhìn thấy được, Tô Thương trên đỉnh đầu có tháp hư không, xung quanh tản ra hàng ngàn tia sáng, từ từ bước xuống từ nơi cúng bái đó. Chỉ là một trận pháp nhỏ mà thôi, không làm gì được tôi đâu.
Thượng quan Vô Ngần đứng cách đó khoảng chừng 3 mét, Tô Thương vừa động suy nghĩ, liền thu hồi tháp hư không, nhếch miệng lên nói, ông chủ thượng quan, bây giờ chúng ta chắc là nên nói một chút thử xem, món nợ này phải tính toán sao đây. Vạn kiếm trận. Tô Thương tất nhiên đã nhìn ra, thậm chí đối với thủ đoạn bố trí trận pháp, vô cùng quen thuộc, chỉ cần cho anh chút thời gian, thì anh có thể nhẹ nhõm phá giải, vì thế mới không chút kiêng kỵ mà đi vào vạn kiếm trận. Còn nữa, Tô Thương muốn lợi dụng sự tấn công của vạn kiếm trận, thử một lần xem tầng 6 của tháp hư không, uy lực như thế nào. Tháp hư không đúng là không làm anh thất vọng, dù là Tô Thương không dùng trận pháp, mà chỉ cần đưa ra tháp hư không thôi, cũng có thể bình yên vô sự. Cái này. Đô Thượng quan Vô Ngân nhìn thấy Tô Thương hoàn toàn không chút tổn hại nào mà đi tới, nhất thời sắc mặt biến đổi, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Gia tộc Thượng quan, vốn là gia tộc từ thời kỳ Tiền Tần, bối cảnh thâm hậu, truyền thừa mấy ngàn năm. Vạn kiếm trận này là do chính vị đại nhân vật thông thiên hơn 100 năm trước bố trí, để đề phòng có chuyện gì ngộ nhỡ xảy ra. Năm đó, vị đại nhân vật thông thiên đó ban ơn khắp nơi, cũng đã bố trí trận pháp cho nhiều thế lực, gia tộc thượng quan đương nhiên cũng nằm trong số đó. Bây giờ người đang khống chế cơ thể của thượng quan Vô Ngần chính là lão tổ tông của gia tộc thượng quan, người đã sống hơn 500 tuổi rồi. Ông ta mặc dù chưa từng gặp mặt vị đại nhân vật thông thiên kia, nhưng lại biết sự cường đại của vạn kiếm trận, cảnh giới hóa thần trở xuống, chắc chắn sẽ bị vạn kiếm trận giết chết hết. Nhưng Tô Thương không những còn sống từ trong vạn kiếm trận đi ra, mà còn không bị tổn hại chút nào, trên người một vết thương cũng không có. Chuyện này, quá sức tưởng tượng rồi. Nhưng mà sau khi nhìn thấy cái tháp nhỏ trên đỉnh đầu của Tô Thương thì Thượng quan Vô Ngần lập tức hiểu ra, chắc chắn Tô Thương đã lợi dụng sức mạnh của vật chí bảo tháp lưu ly 9 tầng này, mới có thể vô sự thoát ra khỏi vạn kiếm trận. Mặc kệ Tô Thương dùng đến phương pháp gì, tóm lại bây giờ anh ấy cũng đã thoát ra khỏi vạn kiếm trận rồi, bản thân mình vĩnh viễn cũng không phải là đối thủ của Tô Thương, đợi chờ mình chính là cái chết. Thình thịch. Thượng quan Vô Ngần sau khi phản ứng lại thì trực tiếp quỳ trên mặt đất, đau khổ cầu xin, Tô thiếu gia, thật xin lỗi, tôi sai rồi, tôi không nên mơ tưởng đến chí bảo và bí thuật của cậu. Đây chỉ là quyết định của mình tôi, cậu muốn giết thì giết mình tôi là được, xin đừng liên lụy đến gia tộc thượng quan. Bọn họ cũng không biết rõ sự việc này. Nói đến câu cuối, Thượng quan Vô Ngần liền dập đầu liên tục ba cái, biểu hiện vô cùng hèn mọn, ngay cả dũng khí nhìn Tô Thương cũng không có, so với lúc trước như hai người khác biệt. Ánh mắt Tô Thương nhìn lên người Thượng quan Vô Ngần, lạnh giọng nói, đứng lên đi. Thượng quan Vô Ngần không dám làm trái ý Tô Thương, bèn run rẩy đứng lên, hai mắt đỏ ửng. Thượng quan Vô Ngần. Tô Thương giọng điệu bình thản nói, ông chiếm lấy cơ thể của Thượng quan Vô Ngần, cũng có thể xem như thay ông ta sống, tôi xưng hô với ông như vậy, không vấn đề gì chứ. Không có, Thượng quan Vô Ngần vội vàng gật đầu. Tô Thương khẽ gật đầu, sau đó nói, ông yên tâm đi, hôm nay, tôi sẽ không giết ông không cần sợ tôi như vậy. Cảm ơn Tô thiếu gia. Thượng quan Vô Ngần lập tức thở phào nhẹ nhõm. Cả người như chút được gánh nặng. Trong khoảng thời gian này, người muốn giết tôi cũng rất nhiều, nhưng cũng không ngoài suy đoán của tôi, chỉ cần tôi có cơ hội thì đều sẽ không bao giờ nhẹ tay với những người đó. Tô Thương nghiêm mặt nói, tôi cũng không phải là nhân từ gì với ông, đối với kẻ muốn giết tôi thì tôi nhất định sẽ giết chết, nhưng mà, ông là một ngoại lệ, tôi có thể phá lệ không giết chết ông. Cảm ơn Tô thiếu gia rộng lượng từ bi. Thượng quan Vô Ngần lần nữa nói cảm ơn. Không cần cảm ơn tôi, muốn cảm ơn thì phải cảm ơn chính ông. Tô Thương nhìn chăm chú Thượng quan Vô Ngần, chỉ điểm nói, chính những lời ông nói lúc nãy đã cứu ông một mạng. Ông không giết Tô Thanh Y, còn thả ông ấy đi, lại còn tỏ rõ thái độ, hy vọng linh khí khôi phục thành công, hy vọng người người ở trái đất đều không còn bị điểm xấu quấy nhiễu nữa. Tô Thương lại nói, từ điểm này có thể nhìn ra được bản chất của ông không xấu, hơn nữa còn là người có lòng mang chí lớn. Còn về phần ông ra tay với tôi, ham chí bảo và công pháp của tôi, cũng chỉ là nhất thời hồ đồ, có thể thông cảm được. Thượng quan Vô Ngần nghe những lời này, trong lòng tràn đầy cảm kích Tô Thương, đồng thời lại cảm thấy xấu hổ vô cùng,
thế là ông ta chỉ biết cúi mặt xuống không nói lời nào. Mặc dù tôi không giết ông, nhưng tôi cũng không dễ dàng bỏ qua cho ông được. Tô Thương sau đó lại nói, từ nay về sau, ông phải nghe theo sự sai bảo của tôi, làm nô lệ cho tôi, không được chống lại mệnh lệnh của tôi, nếu như ông đồng ý thì phải ký khế ước chủ tớ với tôi. Nếu như không đồng ý thì tôi sẽ phế bỏ đi khí hải của ông, biến ông thành một người bình thường, cứ như vậy mà sống đến cuối đời, ông tự chọn đi. Nói xong, hai tay Tô Thương liền bấm quyết, rất nhanh đã có một bản khế ước linh hồn hiện ra, lơ lửng trước mặt của Thượng quan Vô Ngần. Tô Thương có một nguyên tắc. Đối người muốn giết anh, một khi bị anh đánh lại, thì hoặc là giết chết, để chấm dứt hậu hoạn. Hoặc là thu làm nô lệ. Kể từ đó, đối phương vĩnh viễn cũng đừng hòng thoát khỏi lòng bàn tay của anh, như vậy có hiệu quả tương đương với việc giết chết họ, cũng có thể tránh đi nỗi lo sau này. Nô lệ. Thượng quan Vô Ngần nhìn khế ước chủ tớ trước mặt mình, có chút do dự, trong phút chốc ông ta không biết nên lựa chọn thế nào. Ông ta là lão tổ tông của gia tộc Thượng quan, mà gia tộc Thượng quan là gia tộc truyền thừa cả ngàn năm, ở trái đất vô cùng được tôn kính. Bây giờ mình nếu như dùng thân phận của lão tổ tông gia tộc Thượng quan, làm nô lệ cho Tô Thương, há chẳng phải nói cả gia tộc Thượng quan đều là nô lệ của Tô Thương rồi sao? Sau này chết đi rồi thì làm gì còn mặt mũi mà gặp liệt tổ liệt tông nhà họ Thượng quan nữa chứ? Nhưng nếu như mình không nhận lời thì chắc chắn tu vi của mình sẽ bị phế bỏ hết. Bây giờ trái đất hỗn loạn thế kia, không có vị cao thủ giả đan cửu chuyển là mình đây thì gia tộc Thượng quan có thể tồn tại được bao lâu chứ? Tên Tô Thương này, cũng chỉ mới hơn 20 tuổi, trẻ tuổi như vậy mà đã là cảnh giới Nguyên Anh, hơn nữa còn nắm trong tay trí bảo của vị đại nhân vật thông thiên kia, đã vậy còn là người mà ông trời lựa chọn khởi động cải biến giới luyện võ, thành tựu sau này chắc chắn sẽ không lường trước được. Chim khôn biết chọn cây mà đậu. Thượng quan Vô Ngần cuối cùng cũng nghiến răng nghiến lợi lựa chọn ký vào khế ước chủ tớ. Rất sốt. Tô Thương thấy vậy, bèn mỉm cười nói, rất nhanh ông sẽ biết đi theo tôi chính là một quyết định quan trọng cỡ nào. Cảm ơn cậu chủ thành toàn, sau này tôi sẽ luôn đi theo cậu chủ. Thượng quan Vô Ngần cung kính nói. Không cần sau này, bây giờ hãy bắt đầu luôn đi. Tô Thương khẽ cười, sau đó đồng ý niệm một cái. Trong lòng bàn tay liền hiện ra một miếng vảy rồng màu vàng, anh đưa cho Thượng quan Vô Ngần rồi nói, đây chính là thứ tôi lấy được trên người của Thượng quan Võ Khánh, ông cầm lấy, nó có thể giúp ông tránh được điểm xấu, có nó rồi, ông có thể tấn cấp không giới hạn, cảnh giới giả đan cuối cùng cũng đã có thể không cần phải quay lại nữa rồi. Cái này, Thượng quan Vô Ngần vô cùng kích động, hai tay run run đón lấy cái vảy rồng màu vàng, khom lưng cảm kích nói cảm ơn cậu chủ. Khách sáo rồi, ông bây giờ là nô lệ của tôi, giúp ông nâng cao thực lực chính là điều tôi nên làm. Tô Thương cười nói, bây giờ ông là giả đan cửu chuyển, góp nhặt cũng đã hơn 500 năm, nếu như không gặp điểm xấu, ông có nắm chắc đột phá xông thẳng lên hóa thần được không? Không chắc. Thượng quan Vô Ngần thành thực nói, vì từ trước tới giờ chưa có người nào thử, cho nên tôi không rõ. Nhưng tôi luôn mơ hồ có một cảm giác. Chỉ tôi có thể đột phá lên cảnh giới bán hóa thần. Thượng quan Vô Ngần tự tin nói. Bán hóa thần, vậy thì cũng được. Tô Thương hài lòng gật đầu, sau đó hỏi, nếu như có đủ tài nguyên thì ông cần bao lâu để thành công? Rất nhanh, khoảng 2-3 ngày thôi, Thượng quan Vô Ngần nói. Tô Thương suy nghĩ một lúc rồi nói, Thượng quan Vô Ngần, ông đi xử lý chuyện gia tộc Thượng quan trước đi, sau đó cùng tôi rời đi. Tôi sẽ cung cấp cho ông nơi tu luyện, ngay khi linh khí khôi phục lại, có lẽ cũng cần ông giúp đỡ một tay. Vâng, vì cậu chủ mà cống hiến, thuộc hạ không thể chối từ. Thượng quan Vô Ngần cung kính nói. Thượng quan Vô Ngần dù sao cũng đã sống 500 năm rồi, rất nhanh ông ấy đã điều chỉnh vị trí của mình, giọng điệu khi nói chuyện với Tô Thương cực kỳ tôn kính. Bởi vì ông ấy hiểu rõ. Chỉ cần Tô Thương động một ý niệm ở trong đầu thì ông ấy sẽ hồn phi phách tán ngay. Cái mạng nhỏ của mình đang nằm trong tay của Tô Thương thì lại không kính sợ sao? Vậy ông đi đi. Tô Thương mở miệng nói, đúng rồi, ông chuẩn bị chút rượu thịt, những người luyện võ của các ngọn núi lớn cũng đã lo lắng,
sợ hãi lâu như vậy, cũng nên để bọn họ thả lỏng một chút. Vâng, thượng quan đệ ngần đáp lại, sau đó thì xoay người rời đi. Tiểu thiếu gia khoan hồng độ lượng, vậy mà lại tha cho thượng quan vô ngần, thuộc hạ vô cùng bội phục. Lúc này, Tô Thanh Y ở bên cạnh nói. Ông ấy bản tính không xấu, ông ấy làm tất cả cũng chỉ vì gia tộc thượng quan, nếu không, ông ấy sớm đã là một cái xác không hồn rồi. Tô Thương mỉm cười, sau đó nói, còn có một điểm nữa, tôi giữ ông ấy sống là vì ông ấy còn có tác dụng rất lớn. Bây giờ trái đất còn có mấy tên cao thủ ngoại vực, ngay khi linh khí khôi phục lại, bọn họ ắt hẳn sẽ tới Giang Bắc. Tô Thương nói tiếp, thượng quan vô ngần đã là giả đan cửu chuyển, sau khi có được cái vảy rồng kia rồi thì cảnh giới của ông ấy sẽ đột phá rất nhanh, những thứ lúc nãy là để trấn áp những cao thủ nguyên anh đỉnh phong kia. Tiểu thiếu gia thông minh, Tô Thanh Y cười nói. Được rồi, bất nịnh hót đi, đi cứu người nào. Tô Thương khẽ cười, sau đó dẫn theo Tô Thanh Y cùng rời khỏi tế đàn. Về phần vạn kiếm trận, anh cũng không phá hủy nó, mà lưu lại đó. Cũng không lâu sau, hai người Tô Thương đã đến nhà tù giam cầm đông đảo những người luyện võ. Cạch cạch cạch. Trong nháy mắt cửa của nhà tù được mở ra, bên trong lập tức truyền tới tiếng xích sắt va vào nhau. Tô Thương đang ở ngay cửa ra vào, anh ngẩng đầu nhìn vào thì phát hiện có ít nhất hơn 100 người luyện võ, quần áo tả tơi, chân tay bị dây xích xích lại, đang ngồi khoanh chân dưới đất. Xoạt xoạt xoạt. Nhìn thấy có người đi vào, trong chốc lát, ánh mắt của những người luyện võ ở nơi đó đều đổ dồn về phía Tô Thương. Thời gian im lặng ngắn ngủi trôi qua, sau đó ở trong nhà tù lập tức sôi trào lên, trên mặt mọi người đều lộ ra thần sắc hết sức vui mừng. Dường như bọn họ đã nhìn thấy được tia sáng hy vọng của mình. Minh chủ, là Tô Minh chủ, ha ha ha, Tô Minh chủ đến cứu chúng ta rồi. Hôm qua ông chủ thượng quan đã kể chúng tôi nghe chuyện ở núi Cửu Phong rồi, lúc đó tôi đã chắc chắn là Tô Minh chủ sẽ không mặc kệ chúng ta đâu. Tô Minh chủ thay đổi nhiều quá, chỉ trong thời gian nửa năm ngắn ngủi, vậy mà đã trở thành cảnh giới Nguyên Anh rồi, còn có thể sánh ngang với Nguyên Anh đỉnh phong nữa. Quá sức tưởng tượng. Giới luyện võ có một minh chủ như vậy, thì còn lo gì không thể nữa chứ? Ha ha ha. Im miệng đi, sao mà tôi nhớ, có mấy người trong chúng ta, sau khi cải biến giới luyện võ xong thì không thèm nhận minh chủ mà. Đúng, còn có người đề nghị hủy đi chức vị của Tô Minh chủ, bởi vì anh ấy không phải là người luyện võ, hơn nữa thực lực cũng quá yếu. Đúng vậy, cái đầu chó qua cầu rút ván đó. Bây giờ nhìn thấy Tô Minh chủ mạnh như vậy liền đổi giọng rồi, tôi phỉ nhổ vào. Chấm chấm chấm. Mọi người ở nơi đó vô cùng kích động, sau đó lại có mấy người bắt đầu chửi bậy, tỏ thái độ khinh thường đối với một vài người luyện võ. Mấy người kia cũng không phản bác gì, chỉ biết cúi đầu xuống không nói lời nào, rõ ràng cảm thấy vô cùng hổ thẹn với Tô Thương. Tô Thương. Lúc này, ở trong đám người vang lên một giọng nói quen thuộc. Đó chính là Thạch Hảo Hãn, cháu trai, cháu cuối cùng cũng đã tới rồi, nửa năm này, cháu sống có tốt không? Ông ngoại. Tô Thương sớm đã nhìn thấy Thạch Hảo Hãn, cũng đã nhìn thấy khắp người Thạch Hảo Hãn toàn là vết thương, quần áo thì tả tơi, khuôn mặt già nua vô cùng tiều tụy, trong lòng anh cảm thấy rất khó chịu. Tiếp theo đó. Bóng dáng Tô Thương lóe lên, trong chớp mắt đã xuất hiện ngay trước mặt Thạch Hảo Hãn, anh khẽ giơ tay lên. Trong lúc cởi xiềng xích cho Thạch Hảo Hãn, anh vừa ân cần hỏi han, chuyện của cháu sau hãy nói, ông ngoại, bây giờ ông cảm thấy sao rồi? Ông không có bị gì nặng, chỉ là thủ đoạn của Phong Khê thiếu gia kia khá là âm hiểm, cái xích này có thể áp chế được chân khí. Thạch Hảo Hãn cười khổ nói, không chỉ ông, mà tất cả mọi người ở đây đều như vậy, từ lúc bị xích sắt này xích lại thì chúng ta không có cách nào sử dụng chân khí được nữa. Nhưng mà gia tộc thượng quan là một người tốt, ông ấy đối xử với tụi ông không tệ, còn giúp tụi ông hồi phục vết thương, nhưng ông ấy vẫn e ngại Phong Khê thiếu gia nên không dám thả chúng ta ra. Nói đến đây, Thạch Hảo Hãn dường như nghĩ ra điều gì, bèn hỏi, Tô Thương, cháu có thể tìm đến đây, thì ắt hẳn đã gặp mặt ông chủ thượng quan rồi nhỉ? Cháu tuyệt đối đừng làm khó ông ấy, nếu như không có ông ấy thì e rằng chúng ta sẽ khổ sở không gì tả được. Ông ngoại. Ông yên tâm đi,
mấy chuyện này cháu đã biết rồi thì chắc chắn sẽ không trách tội ông chủ thượng quan đâu. Tô Thương khẽ cười nói, bây giờ ông chủ thượng quan đang ở bên ngoài chuẩn rượu thịt, đợi mọi người ra đó, ông ấy giúp mọi người tẩy trần. Ha ha ha, được. Thạch Hạo Hãn sảng khoái cười lớn, sau đó thúc giục nói, đợi chút ông muốn nâng ly với cháu, nghe cháu kể những chuyện đã xảy ra trong nửa năm này, cháu còn ngẩn ra đó làm gì, nhanh đi tháo xích cho bọn họ đi, không có xích sắt nữa thì ông chỉ cần vận chuyển chân khí của mình một ngày thôi là đã có thể hồi phục rồi. Ừm. Tô Thương gật đầu, sau đó liền nhìn sang Từ Thiện Sư Thái ở bên cạnh, anh không hề chần chừ mà chém đứt xích sắt. Từ Thiện Sư Thái sau khi được cứu thoát thì biểu cảm vô cùng phức tạp, sau khi suy nghĩ một lúc thì mở miệng nói. Tô Thương, lúc trước tôi nói những lời không hay với cậu, hy vọng cậu đừng để trong lòng. Sao lại có thể chứ, chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi, tôi không phải là người nhỏ mọn. Tô Thương mỉm cười, anh vốn cũng không có ác ý với Từ Thiện Sư Thái. Ừm. Từ Thiện Sư Thái vẫn khá áy náy với Tô Thương. Bà ấy chỉ gật đầu rồi sau đó nhắm mắt lại vận chuyển chân khí của mình. Người ở bên cạnh Từ Thiện Sư Thái chính là người học trò yêu quý nhất của bà ấy, thiên tài xuất sắc nhất trong lứa thanh niên trẻ tuổi ở núi Nga Mi, Triệu Chỉ Nhược. Tô Thương. Lúc này, ánh mắt Triệu Chỉ Nhược vô cùng phức tạp nhìn Tô Thương, cô ấy cắn đôi môi đỏ của mình nói, lần trước tạm biệt mà đã là nửa năm, không nghĩ tới lần nữa gặp lại là cảnh tượng thế này. Ha ha, cô Chỉ Nhược, khoan hãy sầu cảm như vậy, để tôi mở xích cho cô đã. Tô Thương lịch sự mỉm cười, sau đó mở xích sắt trên người Triệu Chỉ Nhược ra, động tác so với Từ Thiện Sư Thái nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cảm ơn anh, Triệu Chỉ Nhược ngượng ngùng nói, sau đó lại cúi mặt xuống, không dám nhìn Tô Thương. Cô Chỉ Nhược khách sáo rồi. Tô Thương thuận miệng cười theo. Sau đó cũng không ở lại lâu mà đi đến mở xích sắt cho những người luyện võ kia. Tô Thành Y cũng không hề rảnh rỗi, ông ấy cùng Tô Thương làm việc này, tốc độ cũng nhanh hơn không ít. Đám người bị giam trong nhà tù này gần như là bao gồm hết những gia tộc của các ngọn núi danh tiếng của giới luyện võ. Vùng đất Tế Trời, vùng đất giữa núi và biển, núi Nga Mi, núi Võ Đang, núi Bồ Đề, Hoa Sơn, nhà họ Đỗ ở Thâm Thành, nhà họ Trương ở thành Phượng Dương. Tóm lại, phàm là những cao thủ mạnh của các thế lực nổi tiếng trong giới luyện võ đều bị nhốt về đây cả. Giống như Thạch Hạo Hãn, ông già Lao Sơn, Từ Thiện Sư Thái, Trụ Trì Viên Thông, Đỗ Khôn, Trương Thiên Lôi, vân vân. Ngoại trừ các cao thủ thế hệ trước, thì các thanh niên tài tuấn của các thế lực lớn cũng không may mắn thoát khỏi. Võ Đang Vương Giã, Phật Tử Vô Cơ, Triệu Chỉ Nhược, Đỗ Phi Dương, Thạch Cửu Thiên. Các thiên tài tham gia đại hội võ thuật nửa năm trước đa số cũng ở đây. Trong đó, Võ Đang Vương đã nhìn thấy Tô Thương thì ánh mắt vô cùng phức tạp, anh ấy trầm mặc hồi lâu, cũng không biết nên nói gì, chỉ có cảm giác xúc động vô tận. Nửa năm trước, Vương Giã của Võ Đang cũng là nhân tài số một của núi Võ Đang, nhìn chung trong toàn bộ giới luyện võ, người có thể chiến đấu cùng với anh ấy, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cũng chỉ có Thạch Cửu Thiên của núi Thái Sơn thi triển thần công, và Phật Tử Vô Cơ vì tình yêu mà dừng tu luyện 3 năm, mới có thể coi như ngang hàng với Vương Giã của Võ Giang. Ban đầu Vương Giã này cũng tự tin, dùng kỳ môn chi thuật, tự mình có thể đánh bại được tất cả những thanh niên tài giỏi tuấn tú, trở thành minh chủ võ lâm. Nhưng kết quả, lại bại trong tay Tô Thương, và thất bại ngay dưới kỳ môn chi thuật, thua tâm phục khẩu phục. Vương Giã này thực ra cũng không để ý đến vị trí minh chủ, nếu không phải sư phụ bảo anh ấy đến tham dự, thì thậm chí ông ấy cũng không muốn đến tham gia đại hội võ thuật của trăm tông phái. Nhưng thi đấu thua rồi, trong lòng Vương Giã cũng có chút lạc lõng, nhưng vì thua bởi Tô Thương, nên anh ấy cũng dễ chịu hơn một chút. Lúc đó Tô Thương, tuy thắng được Vương Giã, nhưng Vương Giã này có thể nhìn ra, Tô Thương không mạnh hơn bản thân mình quá nhiều. Cho nên nửa năm nay, Vương Giã cũng khắc khổ tu luyện kỳ môn chi thuật, và lĩnh ngộ được rất nhiều thứ, anh ấy cho rằng có thể đuổi kịp Tô Thương, nhưng bây giờ đã phát hiện ra, khoảng cách giữa mình và Tô Thương, càng ngày càng lớn, giữa hai người, giống như cách nhau một con đường nhưng lại không có cách nào để vượt qua vậy. Chênh lệch lớn như vậy, cũng khiến Vương Giã sinh ra cảm giác bị rớt lại,
ánh mắt nhìn về phía Tô Thương, tràn đầy sự phức tạp. Người có kiểu cảm giác này, không chỉ là một mình anh ấy, mà có cả Phật tử Vô Cơ, Đỗ Phi Dương, Triệu Chỉ Nhược. Chàng thanh niên tuấn tú ở trong nhà lao bí mật, cũng có tâm trạng y như Vương Giã. Từng quen nhau, từng là đối thủ của Tô Thương, lại cùng nhau tham gia đại hội võ thuật trăm phái. Bây giờ, bọn họ nhìn thấy Tô Thương, cũng chỉ có thể gọi một tiếng minh chủ, đến tư cách làm đối thủ của Tô Thương cũng không có. Trong số tất cả mọi người, chỉ có Thạch Cửu Thiên mới thấy được Tô Thương mạnh như thế nào, nên không hề sinh ra cảm giác lạc lõng, ngược lại còn vô cùng vui mừng và tự hào nữa. Ha ha, em họ, bây giờ em lợi hại lắm, thế mà lại dám đặt chân đến cảnh giới Nguyên Anh, còn có chiến công hiển hách vang danh ở núi Cửu Phong, chấn động giới luyện võ, đến cả thập đại cổ tộc, cũng bị dọa cho tè cả ra quần. Thạch Cửu Thiên sau khi được Tô Thương tháo dây xích trên người ra, liền đứng dậy vỗ vào vai Tô Thương, kích động nói, có kiểu người thân như vậy, thật là sung sướng, em họ, từ nay về sau em phải bảo vệ anh nhiều vào nhé. Ha ha, anh họ, yên tâm đi, chúng ta là người nhà với nhau mà. Em không quan tâm chăm sóc anh, thì chăm sóc ai đây? Tô Thương cười cười, sau đó hỏi, đúng rồi, anh họ, mẹ em bà ấy. Bây giờ cô chỉ là người bình thường thôi. Nên khi Phong Khê Thiếu ra đánh vào núi Thái Sơn, cô cũng không bị ảnh hưởng gì, còn hiện tại cô đang ở vùng núi Tế Trời. Thạch Cửu Thiên khẽ cười nói, bây giờ cao thủ ngoại vực bị em đánh cho tơi bời tan tác, không ai có thể uy hiếp đến chúng ta nữa rồi, đợi chút nữa có thể cùng anh đến núi Thái Sơn, gặp cô rồi. Không có chuyện gì là tốt rồi. Tô Thương thở dài một hơi, sau đó gượng cười nói, chỉ sợ em không có thời gian, trái đất vẫn có nguy hiểm như trước. Linh khí sắp khôi phục rồi, em cần phải đến Giang Bắc, để bắt đầu khôi phục linh khí. Lúc này, tất cả mọi người được cứu ở hiện trường, đang ngồi khoanh chân, vận chuyển linh khí. Sau khi nghe được lời Tô Thương nói, những người này thi nhau bày tỏ cảm xúc khác nhau với Tô Thương. Linh khí khôi phục sao? Tô Minh Chủ đã nói rồi, xem ra lời đồn trước kia là thật rồi, người tu chân của trái đất cũng chuẩn bị nổi dậy rồi. Mấy ngàn năm trước, tiên đế ngoại vực đến trái đất, tàn sát người tu chân siêu cường của trái đất, xác định ra điểm xấu, còn không cho phép bất kỳ ai đặt chân đến cảnh giới kết đan. Từ đó về sau, linh khí của trái đất cạn kiệt, không thích hợp cho người tu chân luyện khí nữa. Bây giờ trái đất muốn khôi phục lại linh khí, tiên đế ngoại vực thể nào cũng dốc hết sức ngăn cản cho xem. Đúng vậy đó, sau khi cải biến giới luyện võ, tiên đế ngoại vực đã cử 10 tên cao thủ đến trái đất. Gây phiền phức cho chúng ta, nếu linh khí khôi phục thì tiên để ngoại vực lại càng kiêng dè, tiên đế ngoại vực mà nổi giận lôi đình, thì trái đất còn đường sống sao? Theo tôi, như bây giờ thì lại tốt, hay là mọi người đều tu luyện hệ thống luyện võ, đừng làm cái linh khí khôi phục gì đó, người luyện võ cũng mạnh rồi, nếu đã lợi hại như vậy, nói không chừng có thể ngang hàng với tiên đế ngoại vực ấy chứ. Đúng đúng đúng, nếu như xuất hiện thêm mấy người luyện võ siêu cường nữa, sẽ khiến tiên để ngoại vực không dám nhắm đến trái đất nữa, đó cũng được coi là một đường vòng để bảo vệ trái đất. Trong chốc lát, mọi người bàn luận ầm ĩ hết lên, rõ ràng là họ vô cùng bài xích đối với việc linh khí khôi phục. Suy nghĩ của bọn họ khá là ích kỷ, dù sao cải biến giới luyện võ thành công rồi, người luyện võ có thể tu luyện bình thường, nên bọn họ mới không quan tâm đến con đường gập ghềnh trong tương lai của người tu chân. Tự nhiên Tô Thương nghe được mấy lời bàn tán này, liền để lộ ra một nụ cười, không có ý để tâm đến, cũng không muốn tranh luận với mấy người kia. Tô Minh Chủ. Nhưng lúc này, có một ông già mặc hán phục truyền thống đứng dậy, bộ hán phục đã rách tung tóe ra hết, bèn nói, chắc hẳn mấy lời mà bọn họ nói cậu cũng đã nghe được rồi, hay là cậu suy nghĩ thêm một chút, đừng đi trông coi linh khí nữa. Vì sao vậy? Tô Thương sang ông già mặc hán phục, nhếch mày nói. Đầu tiên, là mọi người lo lắng cho cậu, linh khí khôi phục tất nhiên sẽ chọc giận đến tiên để ngoại vực. Ông già mặc hán phục thở dài trước, sau đó lễ phép nói cung kính nói với Tô Thương, nếu để tiên đế ngoại vực nổi giận linh đình, dựa vào tình hình hiện tại của trái đất mà nói, căn bản không thể chống cự được cơn tức giận như đổ lửa của cậu ta, hậu quả khó mà lường trước được. Tiếp theo, thập đại cổ tộc chèn ép trái đất hàng ngàn hàng trăm năm nay, bây giờ khó lắm mới cải biến được giới luyện võ. Con đường tiếp theo của người luyện võ,
miễn cưỡng có thể vạch rõ ranh giới ngang hàng với bọn chúng. Thực lực của người tu chân tăng mạnh, giới luyện võ chúng ta tất nhiên sẽ trở lại trạng thái lúc trước, bị thập đại cổ võ chèn ép thống trị. Ông già mặc hán phục nhận lấy ánh mắt của Tô Thương, thành thật nói, tôi tin, đây là những điều mà tất cả những người luyện võ không muốn nhìn thấy, mong Tô Minh Chủ suy nghĩ lại rồi hắng hành động. Ha ha! Tô Thương nghe vậy, liền nở một nụ cười gượng không mấy vui vẻ, ông nói mấy lời này, suy cho cùng vẫn là lo lắng người tu chân quá mạnh, rồi họ sẽ ức hiếp giới luyện võ à? Nếu Tô Minh Chủ đã hiểu, vậy thì phiền Tô Minh Chủ, đừng đi trông coi linh khí khôi phục nữa. Ông già mặc hán phục nói. Ông đang thay tôi quyết định đấy sao? Trong chớp mắt, sắc mặt Tô Thương liền xám lại, giọng lạnh lùng nói, bây giờ nếu trái đất ăn bữa nay lo bữa mai, không biết lúc nào tiên đế ngoại vực đến trái đất, càn quét thiên hạ, còn ông thì lại khuyên tôi đừng thúc tiến khinh khí khôi phục, vậy lương tâm đặt ở đâu chứ? Ông cũng đã biết, tuy hệ thống giới luyện võ không yếu, nhưng dù gì thì thời gian tồn tại cũng ngắn ngủi. Muốn phát triển đến mức độ có thể ngang hàng với tiên đế ngoại vực, thì cần phải tích lũy lâu dài, ông cảm thấy trái đất có thể đợi đến lúc đó sao? Tô Thương trầm giọng nói, bây giờ, tôi muốn khôi phục linh khí, khiến người tu chân của trái đất cùng tham gia vào, mọi người cùng nhau cố gắng bảo vệ trái đất, có gì mà không thể chứ? Tô Minh Chủ bớt giận, tôi cũng là vì suy nghĩ cho trái đất, nhỡ may chọc giận đến tiên đế ngoại vực. Ông già mặc hán phục sợ hãi cúi đầu xuống. Muốn giải thích, nhưng không dám nhìn Tô Thương. Nhưng Tô Thương lại ngắt lời nói, từ trước đến nay chuyện mà tôi không nắm chắc, thì tôi sẽ không làm. Nếu tôi đã quyết định muốn đi thúc tiến linh khí khôi phục, đương nhiên sẽ nắm chắc tình huống bất ngờ xảy ra. Nói thật cho ông biết nhé, tôi không sợ tiên đế ngoại vực đến trái đất, tôi chỉ sợ anh ta không dám tới thôi. Tô Thương nở một nụ cười thâm độc khó đoán, nói, lần này linh khí khôi phục sẽ là thời cơ của trái đất, đồng thời cũng sẽ là mồi nhử được chế tạo tuyệt hảo cho tiên đế ngoại vực. Sổ dọc, mồi nhử sao? Chuẩn bị mồi nhử cho tiên đế ngoại vực hả? Tô Minh Chủ có ý gì vậy, chẳng lẽ anh ấy đang mong đợi tiên đế ngoại vực đến sao? Ở hiện trường mọi người nghe được lời của Tô Thương, mặt ai nấy đều đi nhau biến sắc, sau đó nhìn về phía Tô Thương với ánh mắt tràn đầy e sợ, họ càng phát hiện ra Minh Chủ càng thâm sâu khó lường hơn. Còn về điều thứ hai mà ông nói, Tô Thương nhìn về phía lão già mặc hán phục, bình thản nói, bây giờ tôi là Minh Chủ Võ Lâm, cả thiên hạ đều biết, cậu cảm thấy người tu chân của trái đất, ai dám làm mất mặt tôi, rồi nhằm vào giới luyện võ vậy. Chỉ cần có tôi ở đây, thế lực hai phe của trái đất, thì đừng ai nghĩ dám lỗ mãng, nếu là có người nào dám phá vỡ nền hòa bình, tôi ắt sẽ để người đó hối hận cả đời. Tô Thương nhìn xung quanh toàn thể hiện trường. Giọng lạnh lùng nói, người tu chân thế nào, thì người luyện võ cũng giống thế, ai dám phá vỡ quy tắc, thì đừng trách tôi không khách sáo. Im ắng. Vừa nói xong câu này, trong nháy mắt hiện trường bỗng yên tĩnh trở lại, không còn một ai dám khuyên can Tô Thương đi thúc tiến linh khí khôi phục nữa. Điều mà những người luyện võ này lo lắng nhất, chính là sau khi người tu chân mạnh lên rồi sẽ chèn ép bọn họ. Nhưng bây giờ Tô Thương đã lên tiếng. Bọn họ liền không lo lắng cho tình hình sau này, đương nhiên sẽ không khuyên ngăn Tôn Thương nữa. Tô Minh Chủ, lúc trước là tôi quá lo lắng, để cậu chê cười rồi, mong cậu đừng để bụng. Ông già mặc hán phục cung kính nói, cậu nói rất đúng, có cậu ở đây, giữa người luyện võ và người tu chân, sẽ không có xung đột nào cả, từ đầu tôi đã không nghĩ đến những điều này rồi. Lần sau không được như vậy nữa. Tô Thương thản nhiên nói. Vẻ mặt cũng không vui vẻ gì, như vậy thì coi như là đã đánh ông ấy một trận rồi. Thực ra Tô Thương hiểu, sở dĩ tất cả người luyện võ đều bài xích chuyện linh khí khôi phục, còn có một nguyên nhân khác nữa, đó là nguồn tài nguyên tu luyện. Linh khí và chân khí, vẫn còn rất nhiều sự liên quan đến nhau, cũng như dược liệu được tích góp nhiều năm, cũng sẽ sinh ra được chân khí. Người luyện võ phải muốn tốc độ tiến bộ nhanh, cũng có thể dùng dược liệu, hoặc ăn đan được. Tóm lại, giữa hai bên, là xung đột vì lợi ích. Nếu như thế lực tu chân yếu, đương nhiên người luyện võ có thể khống chế trái đất, chiếm được nhiều tài nguyên hơn. Vì vậy, những người luyện võ này, không muốn thấy người tu chân trở nên lớn mạnh. Tô Thương nhìn thấu hết, nhưng lại không có vạch trần, coi như tha cho ông già mặc hán phục một con đường sống.
nhưng điều này cũng rung lên một hồi chuông cảnh báo cho Tô Thương, nếu sau này có cơ hội, nhất định phải chọn ra một người quản lý giới luyện võ và người tu chân, để người đó có thể cân bằng được lực lượng của hai bên, để tránh bùng nổ xung đột. Dù sao thì bản thân anh ấy cũng không thể lúc nào cũng chú ý được đến những việc này. Sau khi mạnh lên, Tô Thương có ý định rời khỏi trái đất, vì chuyện của Huyền Thiên Tiên Đế vẫn còn chưa giải quyết. Đương nhiên, bây giờ suy nghĩ đến những điều này thì quá xa vời, bây giờ Tô Thương chỉ là cảnh giới Nguyên Anh thôi, nên thực lực vẫn còn quá yếu. Nhậm trưởng môn, Tô Thương nói cũng có lý đấy, Tiên Đế ngoại vực còn chưa chết ngày nào mà, thì nguy cơ của trái đất không được coi là giải quyết ngày đó. Lúc này, Thạch Hạo Hãn kết thúc trạng thái tu luyện, liền nói ra, trái đất của chúng ta, bất kể là người tu chân hay là người luyện võ, thì cũng nên buông bỏ thành kiến, liên thủ lại để đối phó với ngoại vực, bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta, đây mới là biết nhìn xa trông rộng. Thạch Sơn chủ ông nói đúng lắm, lúc trước là do tôi suy nghĩ không chu đáo. Ông già mặc hán phục nói. Ông ta tên là Nhậm Thiên Thu, là trưởng môn của phái Vân Đoan, đó là một môn phái am hiểu thân pháp, có tiếng tăm trong giới luyện võ. Tô Thương, cháu cũng đừng vì mấy lời nói của Nhậm trưởng môn mà tức giận, ông ấy cũng là vì lo cho giới luyện võ, nên có lẽ suy nghĩ có chút không thỏa đáng thôi, nhưng trong lòng lại rất vô tư. Thạch Hạo Hãn nhìn về phía Tô Thương rồi nói. Tô Thương gật đầu nói, ông ngoại, cháu hiểu ạ. Thạch Hạo Hãn đứng dậy, cười sảng khoái nói, các vị, tình hình hồi phục cũng khá ổn rồi, ông chủ thượng quan đã chuẩn bị cho chúng ta một buổi tiệc rượu, hay là chúng ta ra ngoài uống một chầu đi, chúng ta bị giam cầm lâu như vậy rồi, cũng nên thư giãn một tí thôi. Ha ha, được đấy. Nhậm Thiên Thu cười hùa theo, thư giãn là một chuyện, quan trọng vẫn là chúc mừng cho Tô Minh Chủ. Ở núi Cửu Phong Tô Minh Chủ đã dốc hết sức chống lại 4 tên cao thủ, công lao to lớn, khiến người khác phải khâm phục, tối nay tôi sẽ chúc mừng Tô Minh Chủ thêm vài ly. Còn về thực lực, thì tôi mãi mãi không bao giờ đuổi kịp được Tô Minh Chủ đâu, nhưng tử lượng, tôi chắc chắc sẽ hơn, danh hiệu của tôi là ngàn chén không say nên không thể tốn công vô ích đến được. Thôi ông dẹp đi, ông là ngàn chén không say, thế ông đã từng nghe nói đến con lật đật của Nam Sơn chưa? Đó chính là tôi đây này. Mấy người các ông thì là cái thá gì? Năm nay tôi đây đã 305 tuổi, khi còn trẻ đã coi rượu như mạng sống, uống đến nỗi sơ gan luôn rồi, bây giờ đã kiêng rượu được 50 năm, hôm nay để chúc mừng cho Tô Minh Chủ, ai nói gì đi nữa tôi cũng phải phá lệ một lần. Ha ha, ông già Vương, ông già ông định giả vờ cái gì chứ, không phải là bà chăn nhà ông không cho ông uống rượu sao, còn nói hôm nay sẽ phá lệ, 50 năm nay ông lúc nào cũng muốn phá lệ, nhưng vợ ông không cho cơ hội. Muốn uống rượu thì cứ ói thẳng, vòng vo nhiều như thế làm gì? Trong chốc lát, không khí ở hiện trường bỗng vô cùng hài hòa. Sau đó, Tô Thương liền dẫn đông đảo người luyện võ, rời khỏi nhà tù bí mật, lần này mục đích của gia tộc thượng quan, coi như đã đạt được rồi. Sau khi đi ra ngoài, ông chủ thượng quan đã cho người bày một chiếc bàn, giống như phục vụ đang bày tiệc rượu vậy. Điểm khác biệt chính là, khung cảnh sân nhà của gia tộc thượng quan rất đẹp, hòn non bộ có vườn hoa nước chảy, rất ăn khớp với bàn rượu. Lúc này, trên một bàn rượu, được bày 8 món đồ ăn nguội, đều là sơn hào hải vị. Ông chủ, thượng quan Vô Ngần cung kính chào hỏi Tô Thương, sau đó hành lễ với đông đảo người luyện võ, khách sáo nói, các vị, do thời gian gấp gáp, nên chiêu đãi các vị không được chu đáo lắm, vẫn mong các vị thứ lỗi cho. Sau khi nói chuyện xong, mọi người lần lượt ngồi vào chỗ, thoải mái ăn uống thỏa thích. Tô Thương lại ngồi tại chỗ chính, anh ấy ngồi cùng một bàn với mấy thủ lĩnh của giới luyện võ, ví dụ như Thạch Hạo Hãn, trụ trì Viên Thông, ông lão của núi Lao Sơn, Vương Trọng Vân, còn có Nhậm Thiên Thu hồi ban nãy, và một số người đức cao vọng trọng của giới luyện võ nữa. Ngoại trừ Thạch Hạo Hãn ra, thì những người khác đang ngồi ở đây, đều vô cùng sợ hãi Tô Thương. Đương nhiên sẽ chút không được tự nhiên. Tô Thương cũng không cố gắng rút ngắn mối quan hệ, đôi khi phải duy trì phong thái cao thượng, như vậy mới có hiệu lực uy hiếp. Gần gũi mà không bất kính, đây là đạo lý bất di bất dịch, nếu quá gần gũi, thì rất dễ sẽ bị người trên kẻ dưới coi thường. Trong lúc uống rượu, Thạch Hạo Hãn đã hỏi dò Tô Thương trong vòng nửa năm nay đã xảy ra chuyện gì, Tô Thương thành thật nói.
Thực ra cũng rất dễ trả lời, đó là bế quan nửa năm, khi xuất quan thì thăng cấp lên cảnh giới Nguyên Anh, điều này là giả vờ, để khiến người luyện võ ở hiện trường càng thêm sợ Tô Thương thôi. Bắng đi một cái, trời đã tối rồi, mọi người đều đã uống được ba chầu rượu. Lần này, Tô Thương cũng muốn thư giãn một tí, sau này linh khí khôi phục, e là rất khó có cơ hội để uống. Bởi vậy, Tô Thương cũng không sử dụng linh khí hóa giải cồn trong rượu, nên bây giờ cũng ngà ngà say. Tô Thương. Lúc này, vương giã của võ đang cũng đi tới, tay phải bưng chén rượu, tay trái thì mang theo bình rượu, rồi mời Tô Thương một ly. Vương giã nâng ly lên uống một hơi cạn sạch, sau đó nói, tôi thừa nhận bây giờ anh mạnh hơn tôi, nhưng, cứ đợi đấy đi, cũng có ngày tôi nhất định sẽ vượt qua anh. Khiêu khích. Trong lời nói của vương giã, tràn đầy sự khiêu khích, nhưng không hề có ác ý. Vương Trọng Vân bên cạnh vương giã VN nghe thấy vậy, bị dọa đến nỗi giật nảy mình, ông ta sợ chọc giận đến Tô Thương. Được, tôi chờ anh. Vương giã đến mời rượu. Hơn nữa lại còn nói lời khiêu khích, mà Tô Thương nào biết đạo lý nên dừng lại đúng lúc. Bây giờ sắc trời đã dần tối, Tô Thương cũng đã uống không ít rượu, cả người đang trong trạng thái hơi ngà say. Say bí tỉ rất khó chịu, thế nhưng cảm giác ngà say thì lại vô cùng thoải mái, tâm trạng cũng tốt lên một chút. Linh khí thức tỉnh có vô vàn những mối nguy hiểm, không biết kết quả sẽ như thế nào, sẽ có khó khăn gì đang chờ đợi Tô Thương ở phía trước. Cho dù linh thức tỉnh may mắn thành công đi chăng nữa, vậy chuyện xảy ra tiếp theo sẽ càng tàn khốc hơn. Mặc dù lần này đã giữ chân được Viêm Long Tiên để lại, nhưng ngoại vực vẫn còn hai vị tiên đế đang tồn tại. Hơn nữa, dựa theo lời Kinh Kha nói, mấy ngàn năm trước Tổ Long đã bước chân vào cảnh giới chuẩn đế. Nhưng khi đó, lúc mà Viêm Long Tiên đế đến trái đất thì chỉ là cảnh giới chuẩn đế mà thôi, mặc dù có thể càng quét chuẩn đế trên trái đất. Nhưng cũng không thể đánh đồng với Tổ Long được. Nhưng Tổ Long lại lựa chọn rời khỏi trái đất trước khi Viêm Long Tiên để đến, ông ta nói là vì để tìm kiếm ngoại vực chi pháp, rõ ràng trong chuyện này có điều kỳ lạ. Nói chung, trên trái đất có vô số mối nguy hại là thật, chỉ sợ sau này sẽ rất ít có được cơ hội để thả lỏng như vậy. Tô Thương, tôi mời anh một ly. Lúc này, vương giã lấy chai rượu trong tay rót thêm cho mình một ly rượu, sau đó uống một hơi cạn sạch. Ha ha, tử lượng tốt thật. Tô Thương lấy lại tinh thần, đương nhiên cũng không chịu yếu thế, anh lấy bình rượu trên bàn rót đầy một ly, ngẩng đầu uống cạn. Dưới tình huống không sử dụng linh khí để giải rượu, thì mọi người cũng không khác nhau mấy, uống nhiều quá thì cũng sẽ say thôi. Tô Thương uống liên tục hai ly rượu, một ly cũng khoảng hai lạng, nếu tính ra thì anh vừa uống hết gần nửa cân. Cho nên lúc này Tô Thương đã cảm giác lâng lâng. Anh ý thức được mình không thể uống thêm được nữa. Nhưng vương giã lại không chịu buông tha cho anh, lần thứ hai tự rót cho anh ấy, uống một hơi cạn sạch, sau đó nhìn về phía Tô Thương. Như thế hình như là, không cần nói gì cả, tất cả mọi thứ đều ở trong rượu cả rồi. Tô Thương nâng ly rượu lên, sao anh có thể chịu được khiêu khích như vậy, anh sảng khoái cười nói, ly thứ ba, tôi tiếp anh. Uống xong ly thứ ba. Cơ thể Tô Thương đã có hơi chút lắc lư, có thể thấy đã không ổn lắm. Tô Thương, uống từng ly cũng nhàm chán, trong bình này của tôi vẫn còn cỡ được hai ly, tôi sẽ uống thẳng ở trong bình này. Đừng nói tôi xem thường anh uống một chén thôi là được rồi. Vương Dã nhận ra được Tô Thương đã uống nhiều lắm rồi, thực lực của anh ta và Tô Thương đã chênh lệch càng lúc càng lớn, anh ta đang muốn tìm lại sân chơi, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này rồi. Đừng, đây là rượu trắng chứ đâu phải bia, sao lại uống thẳng trong bình. Tô Thương đang muốn ngăn cản nhưng vương giã đã bưng chai rượu lên uống cạn sạch. Tô Thương, đến lượt anh. Vương giã nhìn về phía Tô Thương, anh ta khẽ cười nói, Tô Thương, à không, Minh Chủ, đừng nói là anh sợ rồi đó nha. Tô Thương do dự, nếu uống xong ly này chắc chắn anh sẽ say mềm, bởi vậy nên anh có chút do dự. Minh Chủ. Không được sợ chứ, thực lực của vương giã đạo trưởng không bằng anh, chắc chắn uống rượu cũng sẽ không bằng anh. Đúng đúng đúng, Minh Chủ, cái này có liên quan đến thể diện của đàn ông, sao có thể nhận thua được chứ, uống với anh ta đi. Minh Chủ, tôi tin tưởng Minh Chủ có thể làm được. Chẳng phải chỉ là nửa bình rượu thôi sao, cứ cắn răng, mắt nhắm lại là uống xong thôi.
Minh chủ cố lên, minh chủ nhất định sẽ thắng. Minh chủ cố lên, minh chủ nhất định sẽ thắng. Mọi người đang có mặt cũng đã nhận ra tình hình bên này, bọn họ bắt đầu ồn ào, tất cả đều vây xung quanh hai người bọn họ. Uống thì uống. Tô Thương thấy vậy, trong trạng thái say rượu thì lòng hư vinh nho nhỏ đã dần dần dâng lên. Nói xong, Tô Thương hề do dự mà dứt khoát uống cạn nửa bình rượu trắng hình nước tương, làm cho mọi người có mặt ở đây ai nấy cũng đều sửng sốt. Lúc này, tất cả mọi người đều đã uống quá nhiều, lúc nãy còn mệnh danh là ngàn chén không say, cái gì mà không lung lay, tất cả đều là khoe khoang cả thôi. Bọn họ nhìn thấy Tô Thương hào phóng như thế, một hơi uống cạn bình rượu trắng, ai nấy cũng đều dùng mình. Về phần Vương Dã, sau khi anh ta uống hết rượu trong bình thì vô cùng lễ phép nói lời chào tạm biệt với Tô Thương và các vị lão già đang ngồi, sau đó rời khỏi đây. Khá thật, Vương Môn Chủ, cái tên đồ đệ này của ông cũng được đấy, uống nhiều như vậy mà mặt cũng không đổi sắc, đi đứng cũng không lảo đảo. Tô Thương nhìn theo Vương Dã đang rời đi, khẽ lắc đầu, khâm phục nói, bái phục, bái phục, tử lượng còn trâu hơn tôi nhiều, bình thường anh ta có thể uống được bao nhiêu vậy? Không uống một giọt. Vương Trọng Vân ở kế bên cười trả lời, người tu đạo sao có thể uống rượu được, đồ đệ nhớ kỹ quy tắc của môn phái, từ trước tới giờ chưa từng không uống rượu. Như vậy, kinh khủng thật đấy, lần đầu tiên uống rượu mà tửu lượng của anh ta lại mạnh như vậy, đúng là thiên tài chân chính nhỉ. Tôi bằng lòng gọi anh ta là đệ nhất tửu lượng giới luyện võ cổ đại. Tô Thương nghiêm túc nói. Tô Minh Chủ, cậu hiểu lầm rồi. Vương Trọng Vân nghe vậy thì nở một nụ cười, sau đó nhỏ giọng nói, vừa rồi thứ mà đệ tử của tôi uống không phải là rượu, mà là nước. Người của núi võ đang chúng tôi từ trước đến nay đều lấy trà thay rượu, đây là quy tắc, mọi người đều biết việc này. Vương Trọng Vân nói thêm. Tô Thương trợn tròn mắt, không thể tưởng tượng nổi nói, ông nói là vừa nãy Vương Dã chỉ uống nước sao? Đúng vậy, Vương Trọng Vân khẽ gật đầu thừa nhận. Trời đất! Hèn gì lúc uống mặt mũi cái tên kia không hề thay đổi gì, thì ra là chỉ uống nước thôi ư. Sắc mặt Tô Thương thoáng chốc tối sầm lại, anh lẩm bẩm nói, ông đây thế mà lại bị lừa, thiệt thòi quá mà, cách uống rượu của cái tên Vương Dã này kém cỏi. Không đúng, mẹ kiếp, cậu ta đâu có uống rượu đâu, cách uống nước của cái tên này tệ thật, tôi khinh thường anh ta. Tử phẩm, người ta thường nói cách uống rượu của một người thể hiện tính cách của người nọ. A-di-đà Phật. Lúc này, Viên Thông trụ trì ngồi ở hướng 3 giờ, chắp tay tay lại, mở miệng nói, Tô Minh Chủ, việc này thể không trách Vương Dã đạo trưởng. Núi Võ Đang và núi Bồ Đề chúng tôi đều là người tách rời đời thường, kiêng rượu bỏ thịt, cậu phải tôn trọng thói quen ăn uống này của chúng tôi. Rượu và thịt đối với chúng tôi mà nói không khác gì thuốc độc phá hủy ruột, thật sự là khó có thể nuốt xuống. Viên Thông trụ trì tướng Pháp Trang nghiêm nói. Rượu cũng tốt, được làm từ ngũ cốc, các loại lương thực phụ, vẫn có thể chấp nhận. Nhưng mà sau khi say rồi thì dễ rối loạn tâm trí, không thích hợp cho người xuất gia. Còn ăn thịt đối với chúng tôi mà nói lại còn là điều cấm kỵ hơn, hôm nay Bần Tăng ngồi ở đây, nhìn thấy cả bàn sơn hào hải vị, đã là tội lỗi ấy. Viên Thông trụ chỉ chắp hai tay lại, sau đó nói các vị cứ từ từ dùng bữa, Bần Tăng phải tụng chú vãng sanh. Để đưa tiễn những sinh linh này chỉ vì dục vọng ăn uống của mọi người mà đã chết oan. Nghe ông ta nói như vậy, trong lòng Tô Thương nghiêm nghị, vô cùng tôn trọng Viên Thông trụ trì, anh không hề cảm thấy lúc này đối phương nói như vậy không có gì là không thích hợp cả. Đúng như lời Viên Thông trụ trì nói, anh phải tôn trọng thói quen ăn uống của người xuất gia. Cho nên, Tô Thương khẽ gật đầu, khách sáo đáp lại một cái lễ Phật. Viên Thông trụ trì cao thương. Không hổ là cao tăng đắc đạo. Người xuất gia, nhịn được thất tình lục dục, thật sự là làm cho người khác phải khâm phục. Thất tình lục dục, chỉ những ham muốn và trạng thái tình cảm của con người. Đúng vậy, hễ là người tu tâm thì đều đáng được tôn kính, bọn họ phải chịu đựng cám dỗ, chỉ sợ người bình thường chúng ta ngay cả một việc thôi cũng đã chịu đựng không được. Mọi người đang có mặt đầu rối rít nhìn Viên Thông trụ trì với ánh mắt kính trọng. Thậm chí có người còn học theo Viên Thông trụ trì chắp hai tay lại. Thoáng chốc, nơi đây bắt đầu niệm Phật, bầu không khí vô cùng trang nghiêm. Sư huynh! Thế nhưng đúng lúc này, Phật tử vô cơ bỗng nhiên chạy tới, hai tay hai bên đều đang cầm một cái đùi vịt,
miệng đầy dầu mỡ, kích nói, vịt quay Bắc Kinh mới ra lò còn đang bốc hơi, sư huynh mau đến nếm thử. Sao cơ? Vịt quay Bắc Kinh? Ở đây cũng có vịt quay Bắc Kinh nữa hả? Ai ngờ Viên Thông trụ trì vừa nghe thấy hai chữ vịt quay thoáng chốc đã đổ vỡ nghiệp lớn, ông ta còn kích động hơn cả Phật tử vô cơ, run giọng nói, hèn gì lúc nãy tôi ngửi được một mùi thơm đặc biệt, nãy giờ vẫn cứ tò mò đó là cái gì, hóa ra là vịt quay Bắc Kinh sao? Sư đệ tốt mau mang đến cho sư huynh nếm thử một chút, sư huynh không có sở thích gì khác, chỉ si mê vịt quay nhất, hôm nay có thể ăn được vịt quay Bắc Kinh quả thực là may mắn ba đời mà. Sư huynh, cái chân vịt này là dành cho sư huynh đó, nè, nhận lấy. Phật tử vô cơ hào phóng ném cái chân vịt quay bên tay phải cho Viên Thông trụ trì. Ha ha, ha ha ha. Viên Thông trụ trì nhận lấy vịt quay, đầu tiên là cười to hai tiếng, sau đó là không để ý hình tượng mà bắt đầu há miệng ăn. Một màn này làm cho tất cả mọi người đang có mặt ở đấy đều ngơ luôn, mặt mũi ai nấy cũng đều đầy vẻ ngạc nhiên. Ngay cả nhóm người Thạch Hạo Hãn, Vương Trọng Vân, Từ Thiện Sư Thái cũng y như đều vô cùng giật mình. Sắc mặt Tô Thương còn tối sầm hơn, đưa tay lau mồ hôi. Bà nó, vừa nãy còn luôn miệng nói mấy quang minh chính đại cho anh nghe, bảo anh tôn trọng văn hóa ẩm thực của bọn họ. Anh thì tôn trọng đó, nhưng mà bộ ông ta có tôn trọng sao, thoáng cái đã quay qua gặm chân vịt. Trụ trì ơi là trụ trì, bộ ông không thể kiên trì thêm một lát, chờ đến lúc không có ai rồi lén lút ăn không được sao, như vậy ít ra còn có thể giữ lại một chút hình tượng của mình trong lòng mọi người chứ. Gặm được mười mấy giây, rốt cuộc Viên Thông trụ trì cũng phản ứng lại, mà gặm cũng gần sạch cái chân vịt luôn rồi. A-di-đà Phật, khụ, thất lễ rồi, là bần tăng thất lễ rồi. Viên Thông trụ trì tiện tay ném xương sang một bên, sau đó lau đi vết dầu mỡ trên khóe miệng, xấu hổ nói, các vị thí chủ, đừng chỉ nhìn bần tăng, vịt quay quả thật là món ăn ngon, lạnh rồi thì ăn không còn ngon nữa. Khụ, Tô Thương phản ứng lại, anh nhìn không được hỏi trụ trì, không phải vừa nãy ông bảo tôi phải tôn trọng thói quen ăn uống của người xuất gia sao, sao bây giờ ông lại? A-di-đà Phật, Viên Thông trụ trì nghe anh nói vậy, thì lập tức trở nên đứng đắn, nghiêm túc nói, rượu thịt phá hư ruột, để lại trong lòng Phật tổ. Sở dĩ bần tăng ăn cái chân vịt này là vì để thành toàn cho nó mà thôi. Nó đã chết rồi, bị người ta làm thành vịt quay, nếu như tôi không ăn nó thì nó sẽ không có giá trị gì cả, cả đời này sẽ không có bất kỳ công đức gì, chắc chắn sẽ bị xuống địa ngục. Viên Thông trụ trì nói tiếp, bây giờ nó đã cúng cho đền ngũ tạng của bần tăng sẽ biết ơn nó, như vậy đối với nó mà nói là đã sinh ra công đức, con đường cuối cùng của nó trong cuộc đời này chắc chắn sẽ vững vàng hơn rất nhiều. Mặc dù bần tăng không dám đảm bảo nó chắc chắn sẽ tu thành chính quả, nhưng 18 loại thống khổ của địa ngục kia sẽ không liên quan đến nó nữa. Viên Thông trụ trì chắp hai tay lại, trong miệng niệm Phật, ông ta nói, A-di-đà Phật, nếu như bần tăng phạm giới, hy sinh bản thân mình mà có thể làm cho một sinh linh làm ra công đức, như vậy bần tăng sẽ bất chấp tất cả, làm việc không chút do dự. Cái mà gọi là tôi không xuống địa ngục thì ai xuống địa ngục đây, A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai. Nói xong lời cuối cùng, Viên Thông trụ trì lại niệm Phật thêm một lần nữa, nhưng hai bàn tay dính đầy dầu mỡ nhìn không ăn nhập cho lắm. Thế nhưng mọi người đang có mặt ở đấy lại cảm thấy ông ta nói cũng rất có lý, tất cả mọi người đều yên lặng gật đầu, tỏ vẻ ủng hộ Viên Thông trụ trì. Cái kia, Tô Thương lại mở miệng nói, trụ trì, thật ra ông không ăn cái chân vịt này cũng không sao. Ở đây chúng tôi có nhiều người như vậy, nếu như nó đã bị nướng rồi thì sao có thể lãng phí được, ông cần gì phải phá giới, làm khó cho bản thân. Tô Thương buồn cười nói, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Bần tăng, Viên Thông trụ trì trong lúc nhất thời không biết nên giải thích thế nào, ông ta ấp úng vài giây, không nói được câu nào. Ha ha, Tô Thương thấy vậy quả thật nhịn không nổi nữa, anh cười ra tiếng. Những người khác đang có mặt cũng phản ứng lại, nhưng lại ngại danh tiếng của Viên Thông trụ trì, nên chỉ dám cười trộm thôi. Điều này làm cho Viên Thông trụ trì vô cùng xấu hổ, mặt mũi đen sì không biết làm sao. Được rồi trụ trì, ông đừng giả vờ nữa làm gì, muốn ăn thì cứ ăn đi. Bây giờ nhà nước còn cho phép hòa thượng kết hôn, ông chú ý nhiều như vậy để làm gì? Tô Thương khuyên nhủ,
A-di-đà Phật, nếu đã như vậy thì bần tăng, không khách sáo nữa. Viên thông trụ chỉ cắn răng, dù sao thì ông ta cũng đã phá lệ trước mặt mọi người, ăn thêm hai miếng nữa thì có sao đâu. Ông ta dứt khoát không thèm quan tâm đến gì nữa, bắt đầu ngấu nghiến từng miếng. Một màn này làm cho mọi người có mặt ở đó không nhịn được cười, làm tăng thêm chút thú vị cho buổi tiệc rượu. Bất chi bất giác đã đến đêm khuya, sau khi cơm nước no say, Tô Thương và Thạch Hạo Hán cùng nhau rời khỏi gia tộc Thượng Quan, đi tới một công viên yên tĩnh. Nơi này chỉ có hai người Tô Thương và Thạch Hạo Hán, xung quanh yên tĩnh, chỉ có tiếng chim hót và côn trùng kêu. Tô Thương, cháu nói thật cho ông biết đi, linh khí thức tỉnh có khó khăn không? Thạch Hạo Hán nhìn Tô Thương, nghiêm túc hỏi. Khó khăn. Tô Thương khẽ gật đầu, sau đó nói. Nhưng cháu nhất định phải đối mặt với khó khăn mà xông lên, tranh lấy cơ hội quyết định, nếu không sau này trái đất sẽ càng thêm khó khăn. Ha ha ha, đối mặt xông lên, tốt, không hổ là cháu ngoại của Thạch Hạo Hán ông đây. Thạch Hạo Hán tán thưởng vỗ nhẹ bả vai Tô Thương, sau đó nói, bây giờ ông đã đặt chân vào cảnh giới bán bộ võ thánh, rất nhiều người đều không biết chuyện này. Ông cách võ thánh chân chính chỉ còn một bước mà thôi. Tô Thương. Hãy để ông đi với cháu đến Giang Bắc đi, linh khí thức tỉnh, ông giúp được. Thạch Hạo Hán nghiêm túc nói. Ông ngoại. Tô Thương lắc đầu, cười nói, không được đâu, chuyến đi Giang Bắc lần này có rất nhiều nguy hiểm, ông vẫn nên quay về vùng núi Tế Trời thì hơn. Chính là bởi vì nguy hiểm cho nên ông mới muốn đi theo cháu. Thạch Hạo Hán nhướng mày, mất hứng nói, sao nào, cháu chê thực lực của ông không bằng cháu đúng không, ông sẽ trở thành gánh nặng cho cháu đúng không? Cái này, đúng vậy. Tô Thương thẳng thắn gật đầu, không chút nể nang đả kích nói, ông ngoại, ông mới bước vào cảnh giới bán bộ võ thánh, còn chẳng phải võ thánh chân chính, mà mấy cao thủ ngoại vực kia đều là nguyên anh đỉnh phong. Ông đi với cháu đến Giang Bắc như vậy không phải là gây thêm phiền toái cho cháu sao, đến lúc đó cháu còn phải bận lòng để bảo vệ ông. Tô Thương cố ý làm bộ ghét bỏ nói. Ông, Thạch Hạo Hán nhất thời hổ thẹn. Sau đó tức giận nói, được lắm, tên nhóc cháu thế mà dám nói thẳng ra nhỉ, không thèm chừa lại cho ông ngoại chút mặt mũi nào, nếu đổi lại là những người khác thì tốt xấu gì người ta cũng sẽ khéo léo từ chối. Ông ngoại, bởi vì cháu biết có nói khéo đi nữa thì cũng không từ chối được ông đâu. Tô Thương cười khổ nói. Không sai, quả thật là như thế. Thạch Hạo Hán càng nhìn Tô Thương càng cảm thấy hài lòng, sau đó nói, cũng được. Ông sẽ không qua đó gây thêm phiền toái cho cháu đâu. Nhưng mà tên nhóc nhà cháu phải nhớ kỹ cho ông là ông ngoại cháu, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày ông sẽ mạnh mẽ đến mức làm chỗ dựa cho cháu, đến lúc đó ông muốn cháu khóc đến cầu xin ông giúp đỡ. Ha ha được thôi, ông ngoại, cháu rất chờ mong ngày đó đến. Tô Thương cười cười, nói chuyện phiếm với ông ngoại cũng khá thoải mái, dù sao cũng là người thân. Về phần cảm giác ngà say, lúc rời khỏi bàn rượu thì Tô Thương đã lập tức giải trừ rồi. Thư thả ngắn ngủi là được rồi, linh khí thức tỉnh sắp bắt đầu, anh cần duy trì tỉnh táo. Sau đó, Tô Thương nói lời chào tạm biệt với Thạch Hạo Hán, sau đó gọi Tô Thanh Y ra, hai người cùng nhau rời khỏi gia tộc Thượng Quan. Mà ông chủ của gia tộc Thượng Quan Vô Ngần, đã sớm bị Tô Thương thu vào tháp hư không từ lâu, như thế có thể nâng cao tốc độ tu luyện. Cố gắng tu luyện sớm ngày đặt chân vào cảnh giới bán bộ hóa thần. Chuyến đi Giang Bắc lần này, con át chủ bài lớn nhất của Tô Thương đương nhiên là vị khủng bố kinh kha dưới chân núi Cửu Phong. Chỉ cần bày bố xong xuôi truyền tống trận là đã có thể thoải mái qua lại giữa núi Cửu Phong và Giang Bắc, để kinh kha đối phó Viêm Long Tiên Đế. Ngoài ra, bên cạnh Tô Thương cũng không có trợ thủ lớn mạnh nào, giống như Quách Hí, ông chủ Nam Cung Ngự, còn có Tô Thanh Y. Ba người này đều không thể chống lại cao thủ vực ngoại. Quách Hí sử dụng quạt thanh phong gắng gượng cũng có thể kiên trì đấu với Nguyên Anh đỉnh phong trong chốc lát, nhưng cuối cùng vẫn phải thua trận. Có duy nhất một người lớn mạnh đó là đệ nhất giới luyện võ cổ đại Ngô Thanh Ảnh, bà ấy đang bế quan ở núi Cửu Phong, không biết khi linh khí thức tỉnh thì có thể xuất quan hay không. Mà Tô Ma lúc trước, thực lực cũng không kém cỏi, thế nhưng bây giờ anh lại không biết tung tích của ông ta. Cho nên không cần nhắc tới nữa. Bây giờ con át chủ bài của Tô Thương chính là Thượng Quan Vô Ngần. Thượng Quan Vô Ngần với cảnh giới giả đan cửu chuyển,
nếu như có thể bỏ qua những điều đáng ngại thì chắc chắn sẽ tiến bộ vô cùng kinh khủng, chắc chắn sẽ phát huy tác dụng. Nếu như không có Thượng Quan Vô Ngần, chỉ dựa vào lực lượng đang có lúc này thì e rằng rất khó để ứng phó với cục diện hỗn loạn khi linh khí thức tỉnh. Cho dù Tô Thương có giữ chân Viêm Long Tiên Đế, nhưng vẫn sẽ còn các cao thủ ngoại vực khác, để cho năm người Giang Bắc ngăn cản chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề. Chuyện đã đến nước này, Tô Thương cũng không nghĩ tới những vấn đề này nữa. Đoàn người ngồi trực thăng, cấp tốc đi đến Giang Bắc. Buổi sáng ngày hôm sau, trang viên nhà họ Tô, Giang Bắc. Một chiếc trực thăng bay vòng quanh trên bầu trời, rất nhanh sau đó đã hạ cánh trong sân. Vù, vù, vù. Thoáng chốc đã có hơn 10 bóng người với thân hình cao lớn chạy ra, vây xung quanh máy bay trực thăng. Mười mấy người này có dáng người cao lớn không khác nhau lắm, vô cùng vạm vỡ, ai nấy trong bọn họ cũng đều giống như một ngọn núi nhỏ. Bọn họ vô cùng cường tráng, cơ bắp vạm vỡ, vừa nhìn đã biết tràn đầy sức mạnh. Đội trưởng, có trực thăng xông vào trang viên, thực lực đối phương khá đáng ngại, kính mong đội trưởng hãy nhanh chóng trợ giúp. Ngay tại thời điểm này, có người truyền tin tức thông qua bộ đàm. Ngay sau đó, bên trong trang viên, lần thứ hai có mấy chục nhân vật lớn mạnh chạy ra, trong đó có một người là có thực lực lớn mạnh nhất. Chỉ trong khoảng thời gian nháy mắt mà thôi, mà những người này đã từ khắp mọi phương hướng chạy vào trong sân, cảnh giác nhìn chằm chằm chiếc trực thăng đang hạ ở chính giữa. Đội trưởng, hơn 10 người lúc trước, vẻ mặt cung kính, đồng thanh chào hỏi. Hơn 10 người lúc trước. Bây giờ lại có thêm hơn mấy chục người nữa, bây giờ có khoảng chừng 49 người đàn ông cao to vạm vỡ đang đứng ở đây. 49 người, huyết đồ. Không sai, đây chính là cấp dưới của Tô Thương lúc trước ở lại Giang Bắc, thành viên huyết đồ. Mà người được gọi là đội trưởng chính là đội trưởng đội vệ sĩ nhà họ Tô, Tiêu Đình. Rất lâu về trước, Tô Thương đã truyền dạy môn pháp tu luyện cho bọn họ, Thanh Long Đoạn Thể Thuật, và cả Phục Long Hợp Kích Thuật. 49 thành viên huyết đồ, cộng thêm sự chỉ huy của Tiêu Đình, có thể làm bùng nổ sức mạnh mãnh liệt, khiến cho người ta sợ hãi. Lúc trước, bọn họ gần như đã chạm tới ngưỡng cửa Thiên Tông, bây giờ đã nửa năm trôi qua, bọn họ đã ngày càng thêm lớn mạnh. Trong mỗi một cơ thể đều cuộn trào khí huyết, khó mà kiềm chế, thật sự là ai nấy cũng đều mạnh mẽ như rồng. Thưa các vị, đây là nhà họ Tô ở Giang Bắc. Nếu đã tới đây vậy tại sao lại không lộ mặt đối diện nhau? Lúc này, Tiêu Đình nhìn chằm chằm vào chiếc trực thăng, giọng điệu nói chuyện bình thản nhưng cả người lại đang bày sẵn thế trận nghênh đón quân địch. Soạt! Ngay sau đó, cánh cửa của máy bay trực thăng được mở ra. Dưới sự chăm chú của 49 thành viên huyết đồ và Tiêu Đình, Tô Thương từ trong trực thăng đi xuống. Cậu chủ đã quay trở lại. Thật sự là cậu chủ rồi, đã nửa năm trôi qua, thật không nghĩ tới cậu chủ sẽ quay về đây. Ha ha, là cậu chủ vẫn còn sống. Thuộc hạ kính chào cậu chủ. Kính chào cậu chủ. Kính chào cậu chủ. Kính chào cậu chủ. Mọi người nhìn thấy Tô Thương, ai nấy cũng đều trợn mắt há hốc mồm. Sau khi phản ứng lại mới lập bắt đầu trở nên kích động, vui mừng như điên. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của Tiêu Đình, 40-50 người của đội đồng loạt quỳ một gối xuống đất, chắp hai tay lại, hành lễ với Tô Thương. Cảnh tượng như thế lại phối hợp với âm thanh oai nghiêm khiến cho không khí xung quanh vô cùng chấn động. Cứ như vậy, Tô Thương bước xuống trực thăng, đứng ở trước mặt mọi người. Tô Thanh Y cũng đi theo phía sau anh. Ha ha, nửa năm không gặp, các cậu lại cường tráng hơn không ít. Tô Thương khẽ giơ tay lên, nhìn xung quanh một vòng, anh cười nói, đứng lên đi. Đứng lên nói chuyện. Vâng. 50 người đang có mặt đồng thanh đáp ứng, sau đó lại đồng loạt đứng lên. Bọn họ xếp 7 người một hàng, chia thành 7 hàng, động tác hay cách nói chuyện đều vô cùng chỉnh tề. Hửm. Tô Thương chăm chú quan sát, sau đó ngạc nhiên nói, thực lực của mọi người lớn mạnh thêm không ít, máu huyết cuồn cuộn trong cơ thể, bây giờ mỗi người trong các cậu đều đã có thể sánh ngang với cảnh giới kết đan đỉnh phong. Nói xem là đã chuyện gì vậy? Thưa cậu chủ, lúc này, Tiêu Đình đứng ở đằng trước, cung kính trả lời, là như vậy, khoảng cỡ nửa năm trước, có người từ núi Côn Luân tới đây đón lão gia và ông chủ đi. Vốn dĩ chúng tôi cũng muốn đi theo,
nhưng mà chúng tôi biết rất rõ sau khi đến núi Côn Luân, nếu như muốn nâng cao sức mạnh thì đó là điều tương đối khó khăn, cho nên đã từ chối. Tiêu Đình nói tiếp, sau đó, chúng tôi đã rời khỏi trang viên nhà họ Tô, đi khắp nơi trên thế giới, nơi nào có chiến tranh thì nơi đó có chúng tôi. Nửa năm nay, chúng tôi lấy thân phận làm thuê đã tham gia vào mấy trăm trận chiến đấu, hầu như là ngày nào cũng tắm trong máu tươi. Không chỉ như thế, chúng tôi còn đi sâu vào các loại rừng rậm nguyên thủy, biển sâu vô tận, săn giết rất nhiều sinh vật khổng lồ. Tiêu Đình đã dẫn đội đạt được thành tựu như hôm nay, cho nên muốn khoe mẽ một chút ở trước mặt cậu chủ, bởi vậy anh ấy thoáng có chút đắc ý nói, có được những máu tươi kia, thế là thực lực của chúng tôi bỗng nhiên tăng mạnh. Khá lắm. Tô Thương nghe vậy, nhịn không được khen ngợi, Tiêu Đình, cậu làm tốt lắm. Cậu chủ quá khen, trong lòng Tiểu Đình vô cùng xúc động, anh ấy vội vàng nói, tất cả những điều này đều là do cậu chủ đã ban tặng, cậu chủ thần công hơn người, oai phong mãnh liệt vô cùng. Được rồi, nịnh nọt kiểu này gượng gạo quá, lần sau không được nịnh nữa. Tô Thương cười nói, vâng. Tiêu Đình gãi gãi gáy, nở một nụ cười xấu hổ. Sau đó nói, gần đây chúng tôi có nghe nói thiên hạ sắp xảy ra đại loạn, hơn nữa nguyên nhân hỗn loạn là ở Giang Bắc. Cho nên tôi đã lập tức điều động thành viên huyết đồ, từ đầu bên kia của thế giới chạy về đây. Tiêu Đình nhìn Tô Thương, cung kính hỏi, cậu chủ, có phải lần này cậu trở về cũng là vì cái gọi là hỗn loạn này hay không? Ừm, Tô Thương khẽ gật đầu, sau đó nói, các cậu đã lớn mạnh đến mức này rồi, quả thực là ngoài đoán của tôi. Tôi cũng không dối gạt các cậu làm gì nữa. Chắc có lẽ nửa năm nay, các cậu cũng đã biết không ít chuyện về người tu chân, chắc các cậu cũng không xa lạ gì, cậu cũng đã nghe không ít những chuyện liên quan đến tu chân, cho nên tôi sẽ không giải thích quá nhiều. Tô Thương nói thẳng ra, nếu như không xảy ra chuyện gì bất ngờ thì mấy ngày này, thì có thể trái đất sẽ nghênh đón linh khí thức tỉnh, nơi khởi động linh khí thức tỉnh là ở ngay tại Giang Bắc, còn cụ thể là ở đâu thì tôi vẫn chưa biết. Chỉ cần khởi động linh khí thức tỉnh, người tu chân trên trái đất sẽ có thể nâng cao cảnh giới vô tận, sẽ không bị ràng buộc nữa. Tô Thương nghiêm túc nói, mà tôi, lần này chính là vì để thúc đẩy làm cho linh khí thức tỉnh thành công mà sẽ chém sạch hết tất cả mọi thứ gây cản trở người của tôi. Trong lòng cậu chủ có thiên hạ, thuộc hạ bội phục. Tiêu Đình chắp tay nói, tôi nguyện đi theo cậu chủ, là người dọn sạch đường phía trước cho cậu chủ, để linh khí ở trái đất được khôi phục. Tôi nguyện đi theo cậu chủ. Tôi nguyện đi theo cậu chủ. Tôi nguyện đi theo cậu chủ. Những âm thanh này vang lên giống như một trận núi kêu biển gầm, giọng điệu như một lưỡi kiếm sắc bén, hướng thẳng lên trời, xuyên qua không trung len lỏi vào những đám mây, vùng trời lúc này như bị xé toạc làm hai nửa. Được. Tô Thương khẽ gật đầu cười nói, các cậu được lắm, mặc dù nếu để một chọi một, thì có lẽ chỉ có thể đối đầu với kết đan đỉnh phong. Có điều, các cậu đang tu luyện Phục Long hợp kích thuật. Nếu là thi triển hợp kích thuật, chắc chắn có thể vượt ngang cảnh giới, hoặc nếu gặp phải Nguyên Anh đỉnh phong, cũng có sức đánh một trận. Tô Thương cười nói, nếu đã như vậy, các cậu cứ đi theo tôi đi, có điều bây giờ, các cậu còn cần tu luyện thật chăm chỉ. Tiếp theo, tôi sẽ cung cấp một nơi tu luyện cho mọi người đi vào là có thể không cần kiêng kỵ bất kỳ thứ gì hết, mặc sức mà tu luyện. Nếu có việc cần thì tôi sẽ tự đưa mọi người ra ngoài. Tô Thương nhìn xung quanh 49 thành viên huyết đồ ở đây, dò hỏi, mọi người có đồng ý hay không? Đồng ý. Tất cả mọi người đều chăm miệng một lời đáp. Ừm. Tô Thương nhẹ nhàng gật đầu, sau đó lấy ra tháp hư không, lơ lửng giữa không trung, tản ra hào quang sáng chói. Bù. Sau một giây, ánh sáng xung quanh tháp hư không sáng chói. Đồng thời sinh ra một luồng năng lượng mãnh liệt. Ngay sau đó liền có thể nhìn thấy, thành viên huyết đồ xếp thành một đội, từng người bị hút vào trong tháp hư không, hiện trường nhanh chóng chỉ còn lại một mình Tiêu Đình thôi. Mặc dù bọn họ khi bước vào tháp hư không, đã thấy tràn đầy bất ngờ, nhìn thấy tháp hư không đã cảm thấy hết sức ngạc nhiên. Có điều, chuyện mà cậu chủ để bọn họ làm, thì họ tất nhiên sẽ không có bất cứ chút do dự nào. Đừng nói tiến vào một tòa tháp nhỏ thế này, cho dù là núi đao biển lửa hay 18 tầng địa ngục thì bọn họ cũng tuyệt đối không từ chối. Tiêu Đình, cậu chờ một chút, tôi hỏi cậu một vài chuyện đã. Tiêu Đình định đi vào tháp hư không, nhưng lại bị Tô Thương gọi lại.
Tiêu Đình cung kính hỏi, cậu chủ, có chuyện gì vậy, thuộc hạ biết gì sẽ nói nấy. Vừa rồi tôi lấy máy bay trực thăng, đi ngang qua tôi biệt thự bờ sông, sao lại phát hiện nơi đó biến thành một đống đổ nát rồi. Tô Thương nhìn qua Tiêu Đình, nghi ngờ nói, cậu biết chuyện gì xảy ra à, là thiên tai hay là do người làm? Tô Thương có tình cảm với biệt thự bờ sông, vì thế trước đó mới định về biệt thự bờ sông sống. Có điều, khi tới đây mới phát hiện, biệt thự bờ sông không còn nữa, bị những tấm tôn sắt xanh vây lại, bên trong là tường đổ, vì thế đành phải đến trang viên nhà họ Tô. Cậu chủ, Tiêu Đình nghe nói như thế, lại cười khổ nói, lúc chúng tôi rời khỏi Giang Bắc, biệt thự bờ sông đã xảy ra chuyện rồi, cụ thể xảy ra chuyện gì thì không ai biết. Lúc trước ông chủ và ông nội, còn phải người đi điều tra, đáng tiếc không điều tra được gì, cuối cùng cũng không giải quyết được gì. Tiêu Đình suy đoán nói, chắc không phải là do người làm, biệt thự bờ sông không có thứ gì giá trị, mà cũng không có dấu vết nổ tung của thuốc nổ, ở Giang Bắc cũng không có được cường giả có thực lực này. Tôi nhớ được lúc đó, tin tức mà tôi nghe từ chính phủ giải thích, là do sự chuyển động của vỏ trái đất, động đất cục bộ, còn nói đây là tình hình cực kỳ hiếm thấy, ngàn năm khó gặp. Tiêu Đình tò mò hỏi, cậu chủ, chính phủ giải thích như thế có phải là thật hay không? Chuyển động của vỏ trái đất, động đất cục bộ, cái này không phải quá hiếm thấy. Chuyện khác thường thì chắc chắn có mở ám, Tô Thương cảm thấy có lẽ chuyện này là do con người làm ra. Chỉ có điều, không có bất kỳ manh mối gì, anh cũng lười tiếp tục tra xét, vì cũng không có chút ý nghĩa nào. Nhưng Tô Thương nhớ kỹ, trong bờ sông trong biệt thự, còn có 10 mỹ nữ xinh đẹp mà. Những cô gái đó vốn là do Lý Thuần Phong tặng cho anh, Tô Thương vốn không có ý định nhận, có điều phát hiện trong 10 người đó, có một người có cơ thể đặc thù, tên là Liễu Uyển Âm. Vì thế, Tô Thương mới thu nhận họ, đồng thời ký kết khế ước chủ tớ với 10 người kia, truyền thụ cho nhóm người đó Quảng Hàn Quyết. Quảng Hàn Quyết là hấp thu sức mạnh ánh sáng của mặt trăng, là một loại công pháp tu luyện, cực kỳ phù hợp tu luyện ở trái đất. Trước khi Tô Thương đi đến núi Võ Đang, đã sắp xếp 10 người Liễu Uyển Âm ở tại biệt thự bờ sông. Bây giờ biệt thự bờ sông bị hủy, biến thành một đống đổ nát, 10 người Liễu Uyển Âm đi đâu, không biết có sao hay không nữa. Tô Thương ổn định lại tinh thần, định cảm giác vị trí của 10 người Liễu Uyển Âm, nhưng lại không thu hoạch được gì, chỉ biết là trước mắt các cô ấy còn sống, thực lực như thế nào, hay người đang ở đâu, thì hoàn toàn không biết. Được rồi, để mặc cho trời đi, mình đã truyền thụ cho các cô ấy Quảng Hàn Quyết rồi, còn cho các cô ấy có thể đi tới bước nào thì không liên quan gì đến mình nữa. Tô Thương cười khổ lắc đầu, sau đó nhìn về phía Tiêu Đình, nói cậu lúc đó đã dẫn đội ra ngoài rồi, chắc hẳn chuyện gì xảy ra ở Giang Bắc thì cậu cũng không biết đâu, thôi được rồi, giờ cậu đi vào tháp hư không đi. Vâng, Tiêu Đình cung kính trả lời, ngay lập tức, cơ thể liền bị hút vào trong tháp hư không. Sau đó, Tô Thương cũng bình tĩnh lại tinh thần, tiến nhập vào trong tháp hư không. Giờ này phút này, bên trong tháp hư không, 49 thành viên huyết đồ cùng Tiêu Đình, hoàn toàn không biết làm sao, hiếu kỳ xem xét bốn phía xung quanh. Đừng nhìn, các cậu hiện tại đang ở bên trong tháp hư không, nơi này linh khí so bên ngoài rất dồi dào. Tô Thương đi tới, khẽ cười nói, mặc dù mọi người tu luyện thanh minh luyện thể thuật, linh khí đối với mọi người mà nói không có tác dụng gì lớn, nhưng mọi người ở đây chỉ có lợi chứ không hề có hại. Còn nữa, thời điểm 1-2 ngày tới, các cậu cứ đợi ở chỗ này đi, nếu như gặp được tinh huyết tốt, tôi sẽ thu vào trong, giúp đỡ mọi người đột phá. Vâng, cảm ơn cậu chủ. Tiêu Đình đại diện, cung kính trả lời, sau đó có chút ngượng ngùng mở miệng hỏi, cậu chủ, thực lực của chúng tôi bây giờ rất mạnh, nếu như thi triển Phục Long hợp kích thuật, sẽ càng thêm cường đại. Cái tòa tháp nhỏ quý giá thế này, lỡ như chúng tôi không cẩn thận làm vỡ tháp thì sao được ạ? Tiêu Đình lo lắng nói. Đánh vỡ tháp hư không? Bọn họ chỉ có thể so sánh được với kết đan đỉnh phong mà thôi, coi như thi triển thêm hợp kích thuật, tối đa cũng chỉ là có thể so với nguyên anh đỉnh phong. Loại thực lực này, cũng dám nói sợ đánh vỡ tháp hư không sao? Nực cười. Đúng thật là múa rìu qua mắt thợ mà. Mọi người yên tâm, cứ tùy ý giày vò nó. Tô Thương cố nín cười rồi nói ra, bất kể các cậu có gây ra bao nhiêu động tĩnh lớn đi nữa,
thì tháp hư không cũng sẽ không có chút tổn thương nào hết. Từ khi Tô Thương rời khỏi Giang Bắc, đi về núi Võ đang tham gia đại hội võ thuật đến nay, đều chưa có cơ hội gặp được Lý Nguyệt. Tính toán thời gian cũng đã mất khoảng nửa năm rồi. Bây giờ trở về Giang Bắc, Tô Thương tất nhiên muốn đi gặp Lý Nguyệt một lần, nhìn xem vợ mình bây giờ đang sống như thế nào. Giờ này phút này, trang viên nhà họ Lý. Lý Nguyệt vẫn đang tu luyện trong phòng, cô ngồi khoanh chân, cực kỳ chăm chú. Từng tia từng sợi chân khí, vờn qua vờn lại xung quanh cô ấy, uy thế cực kỳ mạnh. Nửa năm trước, Tô Thương sau khi biến đổi giới luyện võ thành công đã biếu tặng cho Ho Lý Nguyệt một cái quyền tấn cấp, để cho cô ấy ngay lập tức một bước lên trời, đặt chân đến cảnh giới võ tôn. Có điều, Lý Nguyệt cũng không biết cô ấy sở dĩ mạnh lên là nhờ công lao của Tô Thương, cô luôn không hiểu chính mình vì sao lại trở nên cường đại như thế được. Vì sợ gây sự chú ý, Lý Nguyệt cũng không bại lộ thực lực với bên ngoài, toàn bộ Giang Bắc, không ai biết cô ấy đã trở thành người luyện võ. Nửa năm qua, Lý Nguyệt ẩn giấu thực lực, ở Giang Bắc đã làm rất nhiều chuyện tốt, đã để lại một danh xưng lừng lẫy. Khoảng hơn 5 tháng trước, khi đó Lý Nguyệt đã là người luyện võ cảnh giới võ tôn rồi. Vậy là tốt rồi, nghe được lời Tô Thương nói, Tiêu Đình lúc này mới yên lòng lại. Mọi người tu luyện đi. Tôi vừa về Giang Bắc, còn có rất nhiều chuyện phải làm. Tô Thương sau khi nói một câu, liền lấy lại tinh thần, đồng thời nhịn không được mà cảm thán, đặt chân đến Nguyên Anh thật là tốt, có thể mở ra tháp hư không bất kỳ lúc nào. Linh khí bên trong tháp hư không gần như giống với ở Huyền Thiên Tiên Vực, mặc dù không so được những nơi danh lam thắng cảnh khác, nhưng cũng tốt lắm rồi, dù linh khí ở trái đất khôi phục, cũng chưa chắc có thể so sánh được với linh khí bên trong tháp hư không. Bây giờ, bên trong tháp hư không không chỉ có Tiêu Đình cùng thành viên huyết đồ, mà còn có Thượng Quan Vô Ngần. Có điều, Thượng Quan Vô Ngần đang tu luyện, Tô Thương cũng không để bọn người Tiêu Đình gặp ông ấy, nên anh khởi động suy nghĩ, trong tháp hư không phân chia thành hai không gian khác nhau và không can thiệp lẫn nhau. Sau khi thu xếp xong cho bọn người Tiêu Đình, trong trang viên nhà họ Tô đã không có những người khác nữa, thế là Tô Thương liền dự định rời đi. Đi gặp một người vô cùng quan trọng. Lý Nguyệt, anh đến đây, nửa năm không gặp, không biết là em đã mập, hay là gầy, có phải ngày càng trở nên xinh đẹp hay không? Vừa nghĩ tới Lý Nguyệt, khóe miệng Tô Thương liền nhếch lên một nụ cười thoải mái, đưa theo Tô Thanh Y thẳng đến trang viên nhà họ Lý. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 55.